Hôm nay clip trăm bảy mươi bốn tiếp chuyện với cao đồ thấp đồ tội đồ. Chúng ta là tội đồ đúng không? Có cao đồ ở đây, thấp đồ ở Việt Nam. Cao đồ mình mới tội đồ, cả Kiệt cũng có tội mới ngồi ở đây. Nếu không cha mẹ cho chảnh hưởng phước rồi. Cho nên cao đồ thấp đồ tội đồ vậy cứ gom nhau có gì ra mổ xẻ bình luận của cái thời cuộc hôm nay. Hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 22. Những cái người mà thư ém á, họ lấy được cộng tóc quý vị đó, họ có thể ém quý vị á. Đừng có cho ai móng tay, đừng có cho ai tóc. Hình ảnh thể hiện hình ảnh ông Trump, vượng Trump họ gì thì ai cũng biết đúng không? Cái đó thì nó hơi khó, nhưng mà đừng có để cho ai có tóc móng tay của mình. Đó là lời chịu khuyên. Tại vì cái thời mạt pháp này á, đạo Thiên Tâm cha với mẹ nói tất cả các ma quỷ nó làm thầy nhiều lắm ở ngoài đường. Và con của cha với của mẹ đó là theo đạo Thiên Tâm tự quy y, tự tu ở nhà, tự đốt đuốc đi, đi chí dũng thì mình sẽ tránh được những cái đó, để cho cái đầu của mình nó tỉnh táo, vui vẻ, hạnh phúc. Còn mình mà chạy theo ma quỷ mà ông này bà nọ đó náo nhiệt đó, là tự mình đi xuống địa ngục gánh chịu nghe. Tiền mất tật mang á, không phải là đơn giản đâu. Nên cái tóc cái móng tay nó cũng quan trọng lắm á. Đó là lời khuyên chân tình của mình, thật tình. Những cái thầy này thầy nọ, chiêu này chiêu kia, cũng như múa giỏ sừng đông vậy đó, nó sẽ không có đưa mình rốt ráo thoát luân hồi sinh tử, mà nó chỉ đưa cho mình đến những cái phiền phức, vợ chồng lục đục, tốn tiền. Cái đưa ông thầy này lên 5-10 năm, đến lúc mà ông bể dĩa, cái đưa ông khác lên 5-10 năm, chúng ta sống bao lâu cứ đi lang thang hoài sao? Giống như Trịnh Công Sơn có bài gì đó, đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, thôi ở nhà lại cha lại mẹ lại thượng đế đốt đuốc đi thì là chắc ăn. Còn Kiệt là người truyền tin, theo Kiệt không có tốn đồng nào, chỉ tốn chút xăng chạy tới đây thôi. Có người ở xa tốn máy bay, thì không có tổ chức khóa này khóa kia, khóa tu này khóa tu nọ, mệt. Ngồi thiền chung với một người không có cái lực, không có hầu quang á, là ma không. Tất cả ngồi chung với ma không bảo đảm. Khi con người có lực thì mấy ông ma nó không có tới. Còn mọi người mà thầy mà dạy thiền mà không có lực á, là làm là kéo ma tới ngồi chung với ma. Đó là mình biết vậy. Kéo đồ, thắp đồ, chúng ta là tội đồ, đều ngồi chung hết. Bữa giờ đi, hai bữa nay đi Houston, năn nỉ ông hộ pháp của cái đất đó, để gia hộ cho cái đất Houston mau phát triển, để dân Houston có một chỗ lễ lộc tu tập. Tại vì cục đất nó quan trọng lắm. Mình không có cái nơi này, mình cũng không có ngồi đây nói chuyện được. Mình không có nơi nói chuyện thì mình cũng không có quay video để cho mọi người có cái nguồn sinh hoạt về thay đổi tâm linh giờ chót. Thời tận thế Phật Di Lạc sắp ra đời, Đức Thầy sắp xuất hiện, thì nó quan trọng. Thì cái mảnh đất Houston nó cũng giống như vậy. Thay vì đi ăn uống hay chạy chỗ này chỗ kia cũng vòng vòng mà về nhà, mà mình có cái đất như Thiên Long Sơn của mình ở Milpitas Cali này, mình lên đó mình ngồi cả ngày không sao. Còn mình giờ mình không có Thiên Long Sơn trên núi, mình ngồi đây thì cũng hơi lâu lâu được á, nhưng mà ở đây không biết được bao lâu à. Trời mưa trời nắng nữa, mà ở đây cũng không có chư thiên nhiều, chỉ có mấy vị hộ pháp của Kiệt thôi. Ở trên núi á mới nhiều chư Phật chư thiên, mình đang nói chuyện thì chư vị cũng ngồi chung với mình và cho điển cho mình. Rồi đứa nào bị nóng lạnh sổ mũi, bị ma, bị yêu, bị bùa, bị ngải, mấy vị cũng gỡ giùm mình. Còn ngồi đây thì mấy vị hộ pháp cũng sẽ giúp mình, chứ không phải là mấy vị không có giúp, nhưng mà số lượng ít. Còn tiên chúng cũng không có tới đây nữa. Tại trên núi là tiên cảnh, thì tiên chúng trên trời mỗi lần Kiệt nói chuyện á, mấy tiên chúng cũng xuống.
cũng giống như ngày hôm qua hôm kia Houston ở chỗ ở nhà đó, nó có dòng sông, vừa ngồi nói chuyện với đám đệ tử bển ở dưới Long Cung á, con cháu ngoại cháu chắc của Long Cung lên ngồi đầy xung quanh hết. Ở tại nó có dòng sông á, gần nước là cái nhà đó là bên Long Cung của Ngũ Long Công Chúa, thì ở dưới Long Cung cũng lên ngồi đầy ở chỗ đó. Thì mỗi nơi có mọi chỗ. Còn mình lên Thiên Long Sơn á, thì có tiên chúng trên trời 36 tầng trời xuống chơi với mình. Đó là tại sao ngày xưa lúc mà năm mấy tháng trước đi tìm mua căn nhà ở bển, phải có cái nhà nghe, chứ phụ qua bển mà ở khách sạn thôi chịu đâu có nổi, phải mua nhà nhỏ quá. Thì biết đệ tử Hội Thiên sau này càng ngày càng đông, nó tới 7 tỷ người lận mà giờ mới có 70 người à, còn 6 tỷ 993 nghìn người chưa có gia nhập. Thì mình mới kiếm nhà bự bự để tu tập, tại vì sau này nó sẽ thống nhất thế giới, mới không còn thánh chiến. Thì ở trên nói vậy thì thường chỉ lặp lại thôi, thời gian bao lâu thì mình chờ xem. Thì mấy vị chọn ra cái nhà đó, cái ông đó vừa list lên, chưa có lên cái market nữa, tự nhiên cái kiệt tới kiệt mua, lô trong vòng 3 ngày, 7, 5 ngày thôi là trả tiền xong. Thì hôm nay mình có cái nơi để cho con cháu Hộ Thiên tụ tập lại chỗ đó. Nó có thể tụ tập cả ngàn người được. Sau lưng có dòng sông, ở trong nhà thôi là mấy trăm người được, trong nhà khoảng 300-400 người được, ngủ cỡ 50-70-100 người được. Thì cái đó là của bề trên chọn để mà mình, đó là những đứa con Hộ Thiên có phước. Nãy đang ngồi trên núi, đang bàn chuyện trên trời, cái nãy có dòng đứng ngoài dưới cổng chỗ dứt thiền, nó xin ông sân thần đi lên để mà bái kiến. Thì cái kêu nó đứng dưới chờ thì mới biết ra là nó vừa mới chết, má nó khóc nhảy cà đạch trong bệnh viện, thì cái hồn nó đã tới núi rồi. Thì cái nó nói bác kìa, gọi cho mẹ con giùm, nói mẹ con đừng có buồn, con đi về trời rồi, đi theo Phật rồi, mình cũng không biết mẹ nó là ai nữa. Cái nói tới luôn, hỏi mẹ con là ai vậy? Mình nói chuyện với ma nghe, nói chuyện với Phật. Rồi cái con ma nó vô, thì nó nói má nó tên là Hiền, hồi xưa làm cho bác Kiệt, mà mình đâu có số phone đâu, nãy giờ tìm được gọi cho nó, nói con của Du nói nhắn gì đó, bà mừng quá. Biết là mình làm như là mình là tổng đài điện thoại vậy, cỏ người và cỏ trời luôn, nhiều lắm, lần này lần thứ mấy trăm rồi. Đông à, đang ngồi vậy, xẹt tới mà phải xin phép thiên thần, xin phép bốn rồng, phải xin phép mấy chư thiên, xin phép Thiên Long Bát Bộ, mấy vị hộ pháp á, con ma nó mới tới gần, mới nói chuyện được, nếu không không có tới gần được chuyện đâu. Thì chuyện đồng ý thì mấy vị mới dẫn lên, nó cũng như là một người dân vậy đó, đi muốn gặp quan huyện vậy đó. Ở cõi này là mình làm gì, cõi kia là mình giống như là có một cái chức sắc. Còn cái ông chủ đất á, quản lý cả tiểu bang Texas đó, tất cả những cơ sở thương mại, những cái nhà dân và đồng thời những mảnh đất ở Texas đó, là ông đó là quản lý. Thì mình qua mình đãi cho ông buổi tiệc có coi phim đó, ông mừng quá, ông nói rất là lâu lắm, mấy trăm năm, mấy nghìn năm không ai đãi ổng tiệc mà sang kiểu này á. Tại có mấy ông thần á thích ăn gà luộc, mình thì ăn gì cũng được á, không chai mặn, nhưng mà mấy vị thần ăn rà gà với bia là mấy ổng khoái à, với rượu trắng. À, địa tiên ăn như người thường mình nha, đó là thiệt á. Còn mình chấp thiên tâm không có chấp, và không có theo màu sắc, cũng theo không theo hình tướng, chỉ là theo những cái gì mà nó thích ứng. Thần có thiện thần, có tà thần, và đồng thời tiên cũng có tiên thiện tiên và ác tiên nữa đó. Người thì mình biết rồi đó, ác nhân nhiều hơn là thiện nhân, phải không? Ở loài nào cũng có, thú cũng vậy, chó cũng có chó điên và chó dẫn người qua đường lộ, chó hiền.
thì trong cõi ta bà này thượng đế sanh ra tất cả mọi thứ, chuyện vừa mới nói cha cai quản hết. Thì mỗi người ở mỗi cái trình độ thấp cao, người nào cao thì trình độ cao, trí tuệ đi về trước thì giống như ngựa chạy đua vậy á, ok rồi đi về trời. Còn ngựa nào mà cứ tàn tàn á, lăn lên lộn xuống địa ngục chừng 5-7 lần, 90 lần á, xuống ôm cọc đồng cắt lưỡi, bị quỷ dài so nuốt vô bụng, rồi làm cho thần hồn biết biết ám ảnh. Tại người mình có bị ám ảnh á, khi mình xuống dưới mình biết sợ rồi vậy đó. Lên đây á, mình có nhiều người giống như xuống dưới ôm cọc đồng nóng quá, hãy xuống cái lò lửa, thì lên đây có nhiều người tự nhiên gặp lửa sợ. Thì do ở dưới địa ngục mình bị hành hình quá dữ rồi. Thì mục đích đó là cái là rèn luyện cái thần hồn, để lên đây mình điều chỉnh khá hơn chút. Có những người gặp lên cái chiều cao sợ là tự dễ dưới kia mình bị xô xuống hố sâu cho mấy con sấu mấy con này ăn á, rồi mình té thuốc á, cái mình sợ. Khi mình chết một lần ở dưới địa ngục là mình có đại phước á, bị đọ là đã xui rồi, biết không, là đã mất phước. Mà xuống địa ngục mà chết một lần là có đại phước. Có nhiều người làm tội trên này 1 triệu lần thì phải chấp nhận hình phạt 1 triệu lần là bị hành tội á, đau đớn, biết đau đớn, có cảm giác, có cảm nhận và có nhớ luôn, y như người thường vậy đó. Chỉ khác hơn á là khi cái chân thần á không có xác phàm, nó có cái chân, nó như cái ảo ảnh, nhưng mà ảo ảnh biết đau, biết sợ, có trí nhớ, có tri giác. Thì lúc đó ngài Địa Tạng thổi ngọn gió xảo phong mới sống lại. 1 triệu lần như vậy thì mình cứ tưởng tượng đây, bị ám ảnh không? Cái sợ là quan trọng, mà đều biết sợ hết, đều biết đau hết. Mà ở trên thế gian làm tội 1 triệu lần thì xuống chứ chịu hình phạt 1 triệu lần. Khi hết 1 triệu lần á, mình đầu thai lên, hồi bữa nay là mình giàu có phải không? Trương Mỹ Lan building đồ tỷ phú, xài tiền như nước quá không? Rồi bây giờ á, bị phạt xuống, kiếp sau đầu thai thành một người có thể nha, tất cả những tùy theo cái tội phạm, tàn tật, đi sinh ăn cũng chừng nữa. Đó là kiếp nhân sinh là vậy, một đời rất là phù du ảo ảnh, giàu có, tiền bạc, danh vọng, tất cả đều là một vở kịch hết. Nếu những người mà biết coi kịch thì nên coi video này là lời thật, chân tình. Người từ cõi trời xuống nói chuyện cõi trời và nói chuyện cõi người, và nói sự thật, nói đâu chúng đó, chứ không phải là nói để mà ru ngủ hay là mê tín hay là ảo. Những gì trong 3 năm nay, chuyện trước mắt nước Việt sẽ có đói. Cái này mình 2 tháng trước mình đã bờ cạnh đã quên nên rồi. Coi kỹ lại mấy clip 2 tháng trước, nó có ngày có giờ á. Chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị xăng, chuẩn bị tiền bạc, tiền sắp thành tiền giấy. Chị có nói vậy không? Hôm nay thấy sao? À, sắp sửa đói. Tại vì hết xăng sẽ đói. Nhân loại sắp sửa một cái cuộc gọi là hồn lìa khỏi xác rất là nhiều. Chị sẽ sinh nữa. Bữa giờ mình chỉ là chết sơ sơ thôi, cũng giống như là bữa giờ mình giống như mới vô nhà hàng vậy đó, ăn salad điểm sánh thôi, ăn sơ sơ thôi, chưa có mendis sắp sửa xảy ra nè. Thì bữa giờ Ukraine với Nga nhiêu rồi ta, cũng 500-700 nghìn người phải không, một cái quốc gia rất là đẹp á, mà giờ thành ra bãi chiến trường khủng khiếp đúng không, là chỉ mới có ăn salad chơi chơi thôi đó, còn mà thiệt thì chưa tới á. Ngay trong lúc này, ngay lúc này bữa nay có lợi ngay 15 tháng 10 năm 2022, nói cho người Việt Nam và nói cho cả mọi người trên thế giới biết, người có tỉnh giác á, tỉnh mộng á thì có chuẩn bị, nhưng mà có nhiều người ngoài kia không có tỉnh mộng, đi người như mộng du vậy đó, khi nào sụp té à té. Thì thứ nhất, hiện giờ Việt Nam có tiền nên mua mớ gạo, sắp sửa nạn đói Việt Nam xảy ra, khổ đói. Thứ hai,
bớt đi những cái nơi đông người, karaoke đó. Thấy bây giờ ngày hôm qua Bình Dương á, ăn nhậu ca hát làm sao rồi đánh lộn làm sao rồi, nó quýnh người mà nói người ta chết, nó nằm dưới đất mà nó còn quýnh cho hả giận nữa. Con người nó ác nó độ đó. Không phải cái thằng đó nó ác, mà tự gì nó bị gói trí rồi. Ngày mai tôi bị thất nghiệp, ngày mai tôi không có tiền đổ xăng. Khi con người mà nó thiếu thốn á, nó thành ra cái quẩn trí nó làm vậy. Tốt nhất ở nhà để tránh đánh lộn hay là tránh những cái không tốt. Không có phòng ngừa trước bất cứ cái gì. Người ở bển bây giờ á, ai cũng hăng như là gà mà giũa cửa rồi đó, sắp sửa đá nhau không á. Tại đói với tù túng, không có định hướng được tương lai thì người ta rất là hoang mang. Khi hoang mang người ta một là ngồi tu giống như Kiệt Chỉ ngồi thiền, hai là đọc kinh thì còn giữ được mạng. Còn nếu mà không ngồi thiền không đọc kinh á, không giữ được mạng thì đừng nói trời Phật không có thương tình. Không, Phật sao nhắc tôi, Phật nhắc tới 174 cái clip rồi, clip 274. Mình là đại diện, mình người truyền tin Phật từ bi, Phật kêu kìa ra nói. Sắp sửa có chiến tranh rất một nạn chết chóc rất là lớn. Lớn khủng khiếp ha. Coi, để chờ xem Việt Nam sẽ thay đổi chế độ một cách màu nhiệm. Từ xưa tới nay chưa ai từng trên mạng truyền thông chưa ai dám nói. Ngô Tuấn Kiệt này dám nói, Thiên Tuấn Kiệt dám nói sẽ xảy ra. Để mà thích ứng như quốc tế một cách biến chất, để cho 6 triệu dân hải ngoại được đi về tự do, để cho Kiệt mang mấy công ty di mạch về để cứu dân. Chứ ngồi đây mà cứ chát chát nói chuyện này hoài á, cũng mỏi hơi á. Thời giờ tôi đi họp cái là có biết nhiêu tỷ rồi. Thì chỉ có đường đó để nước Việt trở thành cường quốc. Nước Việt là cường quốc á, còn hiện bây giờ là gì phải không? Một cái quốc gia không có tài nguyên, không có biển đánh cá, không có rừng, rồi nợ thì như chú chỏm toàn thế giới, tiếng nói thì nhỏ bé, ô sinh thì khắp mọi nơi, lao động quốc tế cả đông lạnh ô đủ chuyện hết. Một đứa bé sinh ra mắc nợ biết bao nhiêu triệu. Muốn thành cường quốc thì mấy đại ca gắn nghe lời Kiệt khuyên nha, biến chất mình đi. Tại vì tại sao phải gọi là biến chất? Là vì cơ vận đức thầy và cha thượng đế chư Phật không có muốn nước Việt đổ nát thì mới cho đi cái đường này. Và mỗi ngày á là Kiệt sinh cho nước Việt thì mình mới được cái ưu điểm này. Chứ cái trái đất này mỗi quốc gia đó nó khổ hơn nước Việt gấp nhiều lần. Mình giả sử như Bắc Hàn bây giờ á, đôi dép không có mang, cái gì cũng không có. Kim Jong Un nói cái gì á là bà hữu, tướng cũng khóc, dân cũng khóc. Nó nhồi sọ bị ngu giống như Trump bị còn khôn hơn mấy thằng Bắc Hàn nữa. Cũng có một số lì lợm, nó đặt ra một đống YouTuber nói theo cái kiểu của họ, cũng giống như áo hài vậy đó. Ở đây nó có nhiều channel mình coi mình phải để ý nha. Nó tấu hài, nó chửi qua chửi lỗi để mà đánh lạc hướng cho mấy đứa nhỏ ở bên Việt Nam á. Nó ghét cái người dân hải ngoại của mình. Nó mấy thằng hải ngoại mày ăn không ngồi rồi á. Cho nên coi chừng á, thằng nào chống thiệt hay thằng nào chống giả bộ. Tại vì nếu mà mình chửi nhiều quá đó, nó sẽ xúc phạm cái lòng tự ái của mấy đứa nhỏ Việt Nam. Mà nói bậy chúng bạ nữa. Tại mình nói là lệnh của ở trên mà. Còn bên không nghe trển mà bển mà không nghe đó thì là nghịch thiên. Nghịch thiên có nghĩa là gì? Nghịch thiên á, có bữa nay á, anh đi cầm cái còng số 8, anh đi còng người ta vài tháng sau, năm sau hay là không chừng vài tiếng hồ sau cũng chừng, người ta lại còng lại anh á. Nó gọi là trả quả. Hôm nay Phật Thánh Tiên hạ phàm để mà lo cơ vận toàn thế giới, chứ không phải là con người có quyền quyết định nữa. Bảo đảm con người không có quyền quyết định, bề trên có quyền quyết định. Mà quyết định kiểu nào thì cái kiểu mà những gì những người mà có thông thiên và được lệnh bề trên để mà thông báo
đó là một cái channel duy nhất Ngô Tuấn Kiệt official là từ thiên đình đi xuống, chứ không phải của người phàm. Ai tin thì có phước, ai không tin thì không có phước thì gắng chịu. Cho mình cũng hết ý hết lời. Cao đồ ngồi đây, thấp đồ ở Việt Nam, tội đồ 7 tỷ người đầy hết trái đất này. Chuyện gì cha gì mẹ gì chư Phật hạ phàm xuống đây để mà chỉ hướng cho mọi người đi. Việc chỉ hướng thôi, chứ Kiệt đâu có cổng từ người được. Cả đứa con ruột hay là anh em ruột Kiệt cũng chỉ hướng, nhưng mà tự vì họ gần quá đó, cái họ cũng, cái đầu họ cũng bự lắm, khó hiểu lắm. Ông anh tôi, tức là anh tôi, ổng nói ổng là ở trên trời rớt xuống. Tôi biết ổng hồi nhỏ đi ở Việt Nam lặn hụp ở rồng ruộng đi cấy lúa bình thường, mà ổng đâu phải trên trời rớt xuống. Đại khái cái đầu của nó là những cái hình ảnh đó, làm cho những người mà gần Kiệt quá có cái ngã là vậy. Bây giờ không tin thì hỏi Chúa Giêsu hay là hỏi Phật Thích Ca hồi xưa. Mấy ngày cũng bình thường, Phật cũng phải đi chân không, mà đi dép, mà cũng phải đụng đất, nó mới mang cái lịch sử của nhân loại. Chứ đâu phải là ở trên trời rớt xuống cái rầm lật ra cái đạo thiên tâm. Cuộc đời của Kiệt là cuốn kinh. Mình không có ngã mạng chỗ này, nhưng mà từ cái cùng cực khổ của cái thế gian này, chưa có ai ngồi trong đám này hay trên này khổ hơn Kiệt luôn á. Khổ kiểu nào cũng có. Khổ lên nỗi mà đi học đại học mà ngủ ở ngoài công viên cũng có rồi. Ăn chay trường á, mà ăn cơm khô cứng ngắc á, với cái bắp cải á, để cho mai cầu quay với nước tương thôi. Mà đến khi nào cái nồi cơm mình nấu bữa nay mà tới 10 ngày sau nó mới hết nồi cơm, thì cái cơm cứng ngắc, chỉ đổ nước nóng vô á là nhai cứng ngắc à, chứ không có thời giờ nấu. Thưa sống mình vậy đó. Cho nên không có gì khó qua mình đâu. Hôm nay có tiền, cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà mình biết cái thế gian này phù du, mình lấy của riêng mình làm của chung, cho nên cái tham là mình không có. Bao nhiêu người ở trên thế giới nói anh có cái hãng này riêng á, năm làm cũng cả 100 triệu, mấy hãng kia nữa chi, không phải, cái này là kho của thiên đình. Thường thường á là mình nói là tiền này của cha mẹ không, làm chuyện cho nó có ý nghĩa, cho nên mình cũng không có dám đụng tới những cái số tiền lớn mà xài bậy bạ nữa. Muốn làm gì, muốn mua xe mua nhà gì đó, xin cha xin mẹ không, xin thượng đế, thì lấy của riêng làm của chung là không còn tham. Rồi sân, quý vị nhìn thấy mình có sân không? Lâu lâu đại tử mình á, nó lì quá, nó vô minh, mình lớn tiếng cái la để cho nó dựng lại thôi. Cái sân á là bây giờ tôi tống cổ hết mấy ông thầy quốc danh đang ngủ khò khò bển ra khỏi chùa rồi. Phật tử tu cà gù cà gật á, tưởng đâu mình hay á là tôi đuổi ra khỏi chùa, tôi lấy cái chỗ tôi ngồi rồi, chứ tôi không có chịu lép vế mà ngồi nhường cái chỗ cái chùa bự khổng lồ thì chỗ sinh hoạt mà mình lại ngồi chỗ này đâu. Tại khi mình ngồi bển á, mình sẽ họ bị lên án cái gì có biết không? Ông Kiệt ông lấy chùa lại, ông lập cái đạo tà, thượng đế là tà, Phật mẫu là tà, họ sẽ chửi á, họ chửi cha chửi mẹ, Kiệt Kiệt đau lòng thì không có chịu. Cho nên mình gán ngồi đây, nó vô minh đến độ đó á, quý vị có biết không? Cho nên cha mẹ rất là buồn. Hồi bữa xin cha mẹ hai cái tượng đặt ở bển, phải xin. Mẹ nói là để mẹ ở trong này được rồi, mẹ hiện về mẹ nói chuyện với Kiệt. Chỗ nào mà mẹ là Phật từ bi, mẹ không có cần chỗ rộng, ở ngoài đó nó có sân gạch lớn đúng không? À, ở ngoài kia họ cũng xài đủ chỗ của họ rồi, cái building rộng thênh thang. Mà mình chỉ cho mẹ một cái phòng nhỏ, là cái phòng đó là phòng riêng. Xưa giờ cúng dường cái building đó, chứ cái phòng đó vẫn là riêng. Cho nên mẹ mình cũng bị chịu lép vế với mấy cái chúng sanh vô minh thời nay á, Phật tử lì lợm cứng đầu á. Mẹ rất là linh hiển, bữa mẹ hiện như về mà ở bên đó là linh lắm á. Rồi còn cái núi của mình mấy chục triệu ở trển, rất là cảnh hữu tình, mình không có được lên, mình ngồi đây cũng là cái gì, cũng là vì cái cộng đồng nó không có đoàn kết. Nó như cái đậu hũ ở đây vậy đó. Mấy ông làm đại diện cộng đồng không có thương mình,
cũng chẳng biết cha mẹ là ai, mấy ông chỉ cần biết bao thơ, bao thơ của chi bộ chi cho mấy ông bự, thì mấy ông tìm cách đánh phá Thiên Long Sơn. Cho nên mình tốn gần 3-4 triệu tiền giấy tờ luật sư, cái cửa vẫn bị đóng, mình cũng phải ngồi đây, tức là không có sân này đó. Nếu mà tôi sân á là tôi dạch tên hết ông A, ông B, ông C, mang danh HO tôi biết hết á. Ở đây nát như cái nồi cháo heo, tham sân si. Cái gì thấy gì có si không? Tối ngày thì giờ cứ lo chạy chỗ này chạy chỗ kia, lo cho bá tánh không à. Cái đó là bao nhiêu cả nghìn nghìn cái chùa gần mấy ngàn năm, khi Phật Thích Ca ra đời lập ra đạo Phật, mục đích của tất cả các tăng đoàn, các đệ tử của Phật để mà gỡ được ba thứ đó ra khỏi cái tập khí của mình, tham sân si. Thì chưa có tu ngày nào, chưa có một vị thầy nào dạy hết, việc đã bỏ được ba cái đó. Thì tự nhiên năm 2008 á, lúc mà thầy cúng dường cái chùa đó đó cho building đó, lúc đó thầy làm chủ cái này rồi, làm chủ building đó rồi, thêm mấy chỗ kia nữa. Thì tự nhiên một đêm thức dậy, thầy nằm mơ thấy bay trên trời, rồi thấy đi đi giữa trên mây vậy đó. Rồi có một mình thầy mặc áo đời thôi, ở sau lưng thì chư Phật, ở trước chư Phật, bên hông hai bên chư Thiên đông lắm. Mà cứ đi, đi trên núi vậy đó, đi là đà trên mây. Mà thấy hai lần, cái tự nhiên cái nghĩ ngộ nha. Rồi lúc đó cái thù cũng mua chiếc OV đang đậu bên hông rồi nè. Hiện giờ á, tính đi camping rồi này nọ. Nhưng mà cái bài xã cũ á, bà vô minh lắm, bà thích đánh poker, bà thích bún bò Huế, bún riêu, tụ tập rồi để xong bài, rồi đem mấy đứa con, cứ chơi với mấy đứa con kia, bà thích vậy. Kêu bà lên chiếc OV, chứ bộ có chiếc tàu bự nữa, kêu bà xuống tàu để mình có cảnh thiên nhiên, bà không thích. Cho nên mỗi người có mỗi kiểu, đừng có nghĩ ai muốn làm phụng hoàng thì làm. Cái cốt của bà gà con á, bà không có biết hưởng thụ. Thì chứ bộ cứ đi chơi một mình chiếc OV với chiếc tàu, chạy hết cái vùng San Francisco B. Rồi cái về nhà thì có một mình thì buồn, cái đậu chiếc OV đây, nuôi ba con chó mặt rề trắng luôn á, vòng vòng đó, thứ bảy chủ nhật không có nhân viên nào hết, chơi với ba con chó. Cái tối thì ngủ lại chiếc OV sau lưng chùa đó đó. Cái con đêm ngủ, đang ngủ cái trời mưa râm 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 lớn, cái nghe cái tiếng đi cầm cầm cầm, cái tiếng đi mạnh lắm, đi vòng vòng chiếc OV là mình bảo đảm 100% là cái tiếng người, mà cái chân người thì làm sao mà trời mưa chứ rồi vì tiếng lắm, tại cái nóc của nó mỏng á, như là thiết vậy đó, nghe cái tiếng rõ như vậy mình thấy cũng lạ nghe. Ai mà ngộ ta, chẳng khủng long, chẳng lẽ người khổng lồ đi vòng vòng chứ OV mình làm gì. Chứ bộ không bao giờ biết sợ là gì, cũng bình tĩnh ngồi suy nghĩ cái gì ta. Cái nó cứ đi như vậy, cái thế cái hồi đi vòng vòng mấy vòng cái nến, cái mình cứ nghiệm thử, nó cũng không có dám gõ cửa mà cũng không dám làm gì. Cái thêm một hai lần sau, mấy ngày sau cũng mưa, cũng kiểu đó, hỏi là mưa là có tiếng nó à, mà trời bình thường thì không nghe, chắc có lẽ ngoài nó lạnh á. Cái nó cũng đi nữa, rầm rầm rầm. Sau đó cái thụng mới nghiên cứu lại, mà cũng không cần nghiên cứu, cách chừng tuần sau tự nhiên FBI á tới cái building đó, nó kiếm cho hộ, tại hộ là chủ building đó mà, nó kiếm điều tra, nó nói á, cái building này hồi năm 1989 gì đó có một cái vụ cướp rất là lớn, cái băng cướp là người Việt Nam rất là đông. Hồi xưa mà khi mà mấy con chip á, nó thịnh hành á, thì là mấy con chip nó bán vô Đài Loan, bán vô Trung Quốc á, rồi rất là mắc tiền, mà tiền mặt không à. Cho nên cái đám cướp Việt Nam á, vô cướp này, nghe, vô cướp cái hãng đó. Thì mấy con cướp á, cái hãng người ta đang làm mấy trăm người, mà có 10 cướp cầm 10 cây súng. Thì trong đó có một cái thằng Tàu tên là Thái Son gì đó, nó người Đài Loan, mà nó bị tật, mà nó chống tai nạn, mà nó chạy, để cho hộ tính thử,
nó chạy khoảng từ cái nhà bếp, chạy từ nhà bếp nó chạy ra xe của nó để nó chạy. Còn mấy người cái chân bình thường người ta chạy lẹ phải không? Còn anh đi tập anh đâu có chạy lẹ. Thì chiếc xe của anh hiện mà đậu á là ngay con thấy bển nó có container đó, là có cái gốc cây á, chút hôm qua con coi thì nó đậu cái xe nó ngay đó. Thì nó vừa mở tới cái xe nó là nó bị bắn ruột chết, chết tại chỗ. Nếu mà thằng này nó hiền, nó bị tật nhưng mà nó hiền, nó chỉ muốn làm bạn với Kiệt thôi chứ không có muốn phá. Nhưng mà khi mà nó chết nó rất là linh. Rồi sau đó đó FBI nó mới nói vậy thì Hùng mới biết cái tên của nó. Thì từ đó bắt đầu làm bạn với ảnh. Để nói á, ma mà nó có, nó biết trước nha, nói anh sau này á, chỗ này sẽ lập cái chùa này nọ. Cộng lúc á, Hùng nằm mơ để Hòa Thượng Liên Quán nữa. Thì từ đó cái đó biến thành ngôi chùa. Tại biết nó có một chút xíu hơi bí ẩn về tâm linh. Mình thì tài sản thế gian mình coi như phù du, mà mua building này bán building nọ là chuyện chơi đúng không? Mình hy sinh một cái building cho bạn ma của mình nó thu đi, và đồng thời cũng có lợi cho bà con nữa. Thì từ đó năm 2008 cái chùa ra đời, nó có lý do đó đó. Bây giờ ở bển cả triệu vong linh, mà không phải là hàng đó giờ thuộc tiễn nó đi về trời rồi. Bây giờ hiện giờ mấy vong linh nào không? Covid 7 triệu người biết tu cũng ở bển. Mình ngồi đây á, mấy con cảm thấy cái đầu mình nó nhẹ nhàng phải không? Còn người bển á, cái họ đến gần á, cái điển á, mình thấy cái đầu nó giống như nặng nặng sần sần đúng không? Thì một trong nhiều lý do chánh Phật tử kêu yêu mình, và đồng thời cho mình có cái sự ngồi thoải mái, thì mình ra đây mình ngồi. Thì thằng bạn ma đó đi cũng lâu, người chết không có hết, cũng giống như bé hồi nãy hay nè, nó mới vừa tắt thở đâu rồi tối mà mới hồi nãy nó chạy lên núi Thiên Long Sơn nó kiếm nó liền á, ôm dễ sợ. Cũng giống như má con Trinh cũng vậy, những người chết á người ta biết sư phụ là ai, còn người sống á có đại phước mới biết. Thì khi mình sống á, bây giờ mình ngồi đây mình thay đổi được cái thần hồn của mình ngay lúc này, chứ đợi lúc chết rồi đó đâu phải mà dễ mà tìm gặp đâu. Tại con bé đó ngày xưa lúc còn sống, Tết Trung Thu đó, Tết Việt Nam nó cũng lên chển, thụ là người đích thân cũng có lì xì cho nó mấy lần á, cho nên nó mới có cái sự liên hệ. Hễ cái gì mà gặp sư phụ có sự trao đổi á thì nó mới có trí nhớ, nó cũng như người đời mình vậy thôi. Thì ngày xưa thấy nó nghèo tội nghiệp lên lần nào sư phụ cũng lì xì lệnh 100-200 cho con đó, tại nó bị thời đó nó bị ung thư rồi mà chưa chết. Thấy gặp đứa nào hiền hiền mà bệnh á, thuộc hay cho nhiều tiền á, thì cũng có giao duyên đó. Thì hôm nay nó ghen nó mới tới, nó phải xin mấy ngày hộ pháp với sơn thần để mà gặp diện kiến, chứ còn mấy đứa lạ quắc gặp sư phụ nó dẹp, tao không có gặp ma, nó gặp Phật với tiên đánh thần thôi. Ma có triệu ma sao gặp hết. Một ngày mình gặp ma cũng mấy trăm lần tự quý vị không biết. Mình đi ngang mình đụng nó hoài, nó cũng như mình thôi. Mình đụng người á thì trúng dai hay đau, chứ mình đụng ma đâu có đau gì đâu mà sợ. Cứ đi qua đi lại thì đụng nó hoài. Trên cỡ tuổi bác đọc trên A Di Đà cho nhẹ nhàng. Đấy anh chị biết không, mình biết được ở trên đó có ao sen vàng, tắm nước vàng đồ phải không? Cây cỏ cũng biết cha, chim hót ra tiếng người nữa, cái làm cho mình vui. Chứ con kêu bác mà đọc trên Địa Tạng á, một đống ma quỷ á, làm cho bác ám ảnh là bác xỉu luôn rồi sao. Đọc trên A Di Đà được rồi, tùy theo người con khuyên. Mấy đệ tử con á thì con kêu nó khai kinh Pháp Hoa, tức là mỗi mà tùy theo người con nhắm kiểu nào con cho kiểu đó A Di Đà hả. Đừng có chấp về đọc kinh, đọc là cho chính. Còn mấy thầy thì không có kêu kiểu này, mấy thầy nó con phải nghiêm trang nha. Tại mấy thầy mà khiên càng nghiêm trang thì mấy thầy càng cao siêu. Nên kiểu của con á, nửa đời nửa đạo. Tại vì giờ chót á, cha kêu á là mình phải quay đầu lẹ. Tự vì mấy nghìn năm rồi, cả nhân loại mình là có đại phước, mình sanh ra thời nay để gặp được Phật hạ phàm, để chứng minh một cái cảnh cực kỳ
bi đát của nhân loại là tận thế. Chưa có khi nào một chứng bệnh mà giết 7 triệu người mà còn giết lai rai. Và chưa có bao giờ mà 10 chết 7 còn 3. Mấy kinh điển này sắm tiên tri, chứ Phật đâu có hù mình đâu. Nếu mà hù mình ông chặn trình, làm sao ổng là danh nhân lỗi lạc, dĩ nhân thời xưa. Đức thầy là Phật Đại Ca Diếp, đức thầy đâu có nói láo mình đâu. Tháo quyển nó gán đập đi. Rồi hình như đây ông Giải Bán Khoai hả, Phật Chùm vậy đó. Hôm nay được lệnh lão khai. Ai thuộc mấy cái đó không? Lão khai, khai gì? Khai giống như Kiệt Khai nè. Hôm nay được lệnh Thiên Tướng Kiệt khai. Khai nè, khai hết. Thì được lệnh mới khai chứ không được lệnh đó, là mai cái mỏ lại rồi. Ừ, Phật trời không có giấu thiên cơ, nói để cho mình biết, để mình né, mình tránh. Ok, ở đó có cái ổ gà đó con, con muốn sụp thì tự con đi. Cả Phật Thích Ca còn không cứu được dòng họ của Phật Tam, ta gọi là tam ba thứ mà Phật cứu được đó là cái thứ mà cứng đầu á. Còn á là con, là con đã chịu nhục nhiều rồi, mặt cũng dày rồi. Ngày nào ha, từng lên đây ngồi tiếp quý vị nói chuyện trong cái lúc cận đại này á, những cái gì nước Việt đang xảy ra đó, không có gì mà con không biết trước hết á. Mà con biết trước con nói rồi á, ở bển bắt coi bao nhiêu người Việt chịu lắng nghe con nói. Họ chịu lắng nghe, họ đâu có bị thành 33 con heo quay. Họ chịu lắng nghe đó là bao nhiêu đứa trẻ bển bây giờ vẫn còn cà tưng rau, có biết chuyện gì sắp xảy ra nó. Ngày mai xảy ra là cứ xảy ra, hôm nay tôi vui là tôi cứ vui. Đúng ra đó, ở bển hôm nay mọi đứa và mọi gia đình phải bắt đầu ăn chay niệm Phật, ngồi thiền. Ngồi thiền là quan trọng, để cho mình quên đi bao nhiêu chuyện ở ngoài đường đang xảy ra. Thiếu xăng dầu, thiếu quán xá, thiếu tiệm cà phê này, thiếu quán cơm nọ. Nó sẽ thiếu. Tại vì xăng dầu mà đang thiếu thì nó sẽ thiếu dây chuyền đó. Rồi mình chỉ mong làm sao cho Đức Quỳnh Phú Sổ ổng xuất hiện cho càng lẹ. Ổng là sáng tác, ổng là người phải kết thúc. Con là người diễn giả, người là theo lệnh của thầy để mà lên mạng này nói. Chứ con nếu không có đức thầy hay là chư Phật, con cũng không có biết cái gì để nói nữa. Cho nên bao nhiêu kênh mà lập ra Minh Dương giả, Phật giả là của cộng sản, của tiên truyền đó, nó đã nghiên cứu sấm cơ này hàng mấy trăm năm từ đệ nhị thế chiến. Cái ngày đầu tiên mấy vị nói gõ cửa cốc cốc, tại ngày đó con tính xuất gia đi tu ở chùa phải không? Thế con chưa xong, con chưa có đi tu được. Tại lúc đó mình tính chia tài sản hết, bỏ chùa đó là mình đi hành khất đại hiệp bên Ấn Độ quá. Cái mấy vị về gõ đầu liền. Đâu phải mình muốn đi là đi dễ đâu. Thì từ đó mới ra cái màn này. Nó mới ra thêm Thiên Long Sơn, nó dễ ra thêm Thiên Long Giang. Nhưng mà sau này con cũng phải mặc áo vàng. Con cũng thể sau này giống như ngày Minh Đăng Quang vậy. Ngày xưa ông có thành thông tu tiên minh miên, mặc áo vàng mới độ được đời. Vì thiên tâm là vậy. Đạo Phật mà, không ai đạo Phật mà đạo ông trời học Phật. Còn bây giờ thì mình cứ vậy, vậy mình tính vậy. Chỉ buồn có một cái á, thách đồ á, cái này cao đồ nha. Thách đồ á, ở Việt Nam á là cục trụ quốc gia. Tại vì nó đã học được nhân lễ nghĩa chí tính từ thời ông nội, thời cha, thời con, thì đã hơn dân miền Trung miền Bắc rất là nhiều. Sau này những đứa đó sẽ nắm vận mệnh của quốc gia. Mà thách đồ hôm nay á đi lên Bình Dương làm để nuôi gia đình, rồi cái ở nhà trọ chả không có công an việc làm, rồi bắt đầu từ từ quên đi cái nhân lễ nghĩa chế tính. Mình không nói hết thách đồ, nhưng mà Đức Thầy nói á, những cái cao đồ thì còn nhớ Thầy, còn nghe lời Đức Thầy.
Còn những tháp đồ bây giờ lớn lên ít lắm, ít hiểu lắm. Chỉ nghe mang máng không có, nó không có chứng nghiệm được. Cái táo này thấy xanh nhưng mà nó ngọt, nó đâu ăn, nó đâu có tin đâu. Giờ nói kiểu nào này nó ngọt ngay á, không ai tin chứ. Mình đây mình ăn rồi mình biết, như Việt Nam chưa ăn trái táo này mình sao biết. Ta nghĩ xanh xanh là chua đúng không? Thì tháp đồ nó biết trái táo là trái táo, biết Minh Dương là Minh Dương, nó biết Đức Thầy, nhưng nó không ăn, nó không có cảm nhận. Khi nó không có cảm nhận, nó không có lòng tin. Khi mình tu đạo, mình tu nhân, sửa tánh là phải có lòng tin. Không có lòng tin, mình không có nắm được cái đó, thì mình chỉ là tu cà gù cà gật, tu theo nhóm cho vui, tu để mà cho có cái hình thức coi tu tướng là sai. Mình phải tin có Phật Di Lặc ra đời, mình phải tin Đức Thầy ra đời, mình phải tin có Minh Dương xuất hiện. Còn thằng nào là Minh Dương, ai là Phật Di Lặc, ai là Đức Thầy thì còn là bốn con bài úp. Nhưng mà mình phải tin thì hôm nay mình mới thay đổi được vận mệnh cho cá nhân mình, phải thay đổi được vận mệnh cho vợ con mình, gia đình mình, cho dòng họ mình, và đồng thời cho quốc gia của mình. Cho nên những cái tháp đồ á rất là quan trọng trong thời kỳ vàng kim trong tương lai. Con nói thì thí dụ nha, sau này đúng như sắp cơ nói Minh Dương xuất hiện làm vua nước Việt, Minh Dương sẽ chọn ai? Chọn toàn thế giới. Nhưng mà người mà được ưu tiên nhất là ai? Nhân lễ nghĩa chí tín, không còn biết đạo nào, đạo công giáo đạo nào. Nhưng mà những người mà hấp thụ được nhân lễ nghĩa chí tín đa số là miền Tây An Giang, thì những thành phần đó là được ưu tiên trước đã, nắm cơ đồ, cơ vận. Thì họ đã nắm cơ vận mấy trăm năm rồi. Cho nên là ai mà hiểu á, ai mà có đi qua miền Tây vẫn giữ vững lòng tin với Đức Thầy thì là tốt. Ý mình đang nói đây thôi, mình không có nói xa nữa. Phải lòng tin từ đời ông nội. Ông nội mình đâu có ngu đâu, mới đẻ ba mình. Ba mình là không có ngu mới nuôi mình lớn. Thì ông nội mình không có ngu, ba mình không có ngu, tin nữa thầy. Thì không lẽ giờ mình không tin, nghĩa là mình chê ba mình quá ngu, ông nội mình quá dốt à? Đừng có nghĩ là cái học vấn ABC thời xưa mấy ông bà mình không biết tiếng Việt là ngu. Ngu hay khôn nó không có theo cái chữ nghĩa nha. Nó theo cái tập khí và đồng thời nó theo cái kinh nghiệm của người lớn tuổi. Cá không ăn muối cá ương, con không nghe lời cha mẹ là trăm đường con hư. Bao nhiêu câu của ông bà mình dạy lại là y chóc luôn, cứ là thế mà làm. Còn thời nay thấy người ta có cái điện thoại iPhone 14 là nhất định mua được iPhone 14. Bán nữa cái lá thận để mua iPhone 14 cũng mua. Thấy Samsung ngon là cũng mua. Thấy PC ngon cỡ nào cũng dùng đủ mọi mưu mẹo. Bất kể nhân nghĩa cũng đạt được chiếc PC thì là sai. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, chỗ đó thì cái đó cũng là sàng lọc. Bởi vì có một lần nói chuyện với phụ, ngài cũng buồn á, ngài nói vụ này mà ngài nói thấp đồ bây giờ á họ không có biết nhiều, còn á cao đồ bắt ngư về bánh thì nghĩ là thấp đồ biết nhiều cũng có, chứ không phải là mình nói hết đúng không. Nhưng mà nó không có giống như cao đồ thời xưa là 10 người là tuyệt đối cho tin 10 người. Họ là cục trụ của quốc gia đó. Tại vì sau này cái nhân loại chỉ có dùng tình thương và nhân ái để mà hòa đồng. Trước tiên á, mình hòa đồng cả cái tỉnh mình đi là bằng tình thương, nhân ái, nhân lễ nghĩa giới tính. Sau đó mình hòa đồng cái quốc gia của mình cũng bằng cái công thức đó. Trong trường học mấy đứa nhỏ vô dạy cái đó trước, phải kính ông thầy nhất tự nhất sư, nghĩa là tân hậu lễ như là cha mẹ vậy đó. Chứ không mà được đánh thầy, nghe thầy nãy đánh thầy quá trời luôn. Ê ông giảng mà không đúng với tôi lôi đầu xuống tôi bụp á. Đại khái cái thời buổi này nó náo loạn, nhiều chuyện vui là vậy.
Bây giờ mình nói á, cơ vận là có Đức Huỳnh Phú Sổ sẽ tái lâm. Nhưng mà trong lòng người không còn ai tin Đức Huỳnh Phú Sổ nữa. Ngài có muốn tái lâm hay không? Ngài là Phật mà. Ngài xuất hiện là ngài xin là gì? Chúng ta cầu Phật, Phật hiện. Chúng ta không cầu thầy, thầy sẽ không hiện nghe. Nên nhớ mấy vị nói, sư phụ cũng có nói, nước Việt nó có nghiệp nặng là chỗ đó. Con hạ phàm xuống đây cũng là gì? Nhân sinh cầu con thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng phù hộ phổ độ chúng sanh. Đức thầy cũng vậy. Bây giờ cao đồ là đi hết rồi, thấp đồ không cầu thầy, không tin thầy, thầy có xuất hiện không? Cho nên phải coi lại, đừng có nghĩ là đức thầy có nói 20% còn lại là do cái nghiệp lực của chúng ta nữa đó. Kinh điển sấm cơ là một chuyện, kinh điển nó cũng giống như một cái software điều hành, một cái bộ phận, một cái máy bằng sắt bằng nhôm, nó phải hợp thời hợp cảnh. Bây giờ á, mình nói giả sử như Phật Di Lặc mà không ai tin Phật Di Lặc, mà ở ngoài đời Phật Di Lặc xuất hiện thiệt mà không ai ủng hộ ngài, ngài cũng vẫn không là Phật Di Lặc. Ngài cũng vẫn để cái nhân loại chìm đắm trong u mê và trong lặng thục, trong cõi ta bà này. Ta nhân loại không nhìn ngài, làm sao ngài làm việc được? Đó là tối cao á, hôm nay con nói chuyện hơi cao rồi đó. Tại vì bình thường mình thấp, mình nói chuyện thấp mà. Thì hôm nay, thì hôm nay tại có cao đồ, có cao tăng ngồi đây nè, đầu vàng nữa. Ở cõi vô vi và cõi hữu hình mình, nó phải matching với nhau. Bây giờ con không phải là Minh Dương, để cho 20.000 dư luận viên nó đón con là Minh Dương, nó chửi con, nó đưa con lên để mà cho người ta ghét con đi. Nó nói con ngã mạng, con không có ngã mạng. Con nói giả sử con là Minh Dương, 100 triệu người không nói con là Minh Dương, thì làm sao con là Minh Dương được? Bây giờ Đức Thầy mà có xuất hiện trước mặt cả nước Việt, miền Tây, ngài chỉ cần miền Tây trước rồi đã, không ai nhìn ngài là Đức Thầy, thì ngài cũng đâu phải là Đức Thầy. Nó ăn thua nghiệp lực của chúng sanh nữa. Để coi đây, trả quả bao nhiêu. Nếu không Đức Thầy khỏe thôi, tôi về với Phật A Di Đà. Tụi mày lì quá. Tức là mình thương con mình cứu con mình. Tại Phật trời coi chúng ta là con. Mà con của mình nó lì rồi, mình nói nó không nghe, nó không đưa tay để cho mình kéo nó lên phổi ra đóng bùng, thì sao Phật kéo nổi? Cái đó cũng là nghiệp phải không? Bây giờ thí dụ như ông Trump, ông muốn trừng trị một cái thằng mafia dân chơi, ông đang có quyền hành toàn vũ trụ, toàn nước Mỹ này. Ông đâu phải là chuyên nghiệp để đi bắt dân chơi. Nhưng mà con nên nhớ Phật tổ phải tuân lệnh của Ngọc Hoàng đúng không? Đó là dưới quyền Ngọc Hoàng, Thượng Đế cũng làm được. Nhưng mà cái đó không phải lãnh vực của ngài. Ngài không phải là cảnh sát, ngài là tổng thống, ngài lo tất cả mọi chuyện lớn chuyện nhỏ. Còn nếu một tài thiên, một dân chơi, cả triệu dân chơi, chẳng lẽ ông Trump ông tóm ngài ông đi rượt dân chơi ông bắt hoài à? Cho nên con coi cái đó cũng là điển viết xuống để cho mình học, để chứng minh cho con biết. Tại con hỏi thì là Ngọc Hoàng lớn hơn Phật Tổ mới ra lệnh cho Phật Tổ được. Phật Bản Anh cũng phải tuân lệnh Ngọc Hoàng đúng không? Là tất cả là thật, ở ngoài đời trong vũ trụ cũng thật. Còn ông Hoàng Đế Thích trong kinh Lăng Nghiêm chỉ là một vua trời, cũng là ông trời mà ông trời nhỏ. Nó có ông trời nhỏ, ông trời vừa vừa, ông trời bự. 36 tầng trời là 36 ông trời. Cái này chưa ai nói, nhưng mà chú biết là ở trên nói như vậy. Thượng Đế là lớn nhất, rồi những vị Phật á là cũng giống như là học ra có cái bằng thầy giáo đi dạy mình vậy thôi. Ngọc Hoàng lớn nhất, cái hồn của con á
là một cái chiếc thân của Thượng Đế đang cho trong người phải không? Tại sao hồi xưa Phật Thích Ra ra đời, mẹ Maya sanh ra, mới sanh ra Phật đi bảy bước. Thiên thượng mọc cái bông sen, trên có cha ta là Thượng Đế. Trong kinh Phật có nói không thiên thượng? Cái mọi người chỉ lên, ta chỉ lên thiên thượng, thiên hạ cái Phật chỉ xuống dưới đất mọc cái bông sen. Duy ngã tất cả trên thế gian này chỉ có một cái đạo, một cái ấy thôi, duy nhất thôi, duy ngã mọc cái bông sen độc tôn, nghĩa là ông trời lớn nhất. Phật Thích Ca đã nói vậy rồi, lúc mà bước ra đi bảy bước á, mọc bảy bông sen. Huống hồ khi mà Phật giảng đạo trong rừng thì lúc đó 400-500 đệ tử, có một vị đệ tử nào cũng quên ta, không biết Ngạ Nàng hay Mục Liên hay Xá Lợi Phất gì không biết, hoặc là hỏi Thế Tôn trong 45 năm Ngài dạy chúng con có cái gì mà Thế Tôn chưa có dạy. Thì lúc đó mùa thu lá đang rớt, Đức Phật hốt lên năm lá: tất cả 45 năm ta dạy các con chỉ là mẩm lá thôi. Anh An, phải không? Với năm lá thôi mà con tưởng tượng ngồi trong cái rừng bao nhiêu lá nó rớt vậy, quá trời đúng không? Phật chỉ nói chuyện của Phật thôi, cũng giống giờ con đi vô con học pharmacy, con biết pharmacy thôi chứ con làm gì con biết chế vi mạch. Thì Phật chỉ nói phần của Phật thôi, Chúa cũng nói phần của Chúa thôi, ông Mohammed ông chỉ nói phần của ổng thôi. Thượng Đế là cái gốc cây, Phật giáo là một nhánh cây, Công giáo là một nhánh cây, Hồi giáo là một nhánh cây, Ấn Độ giáo là nhánh cây. Cái cây nó có nhiều nhánh, rồi nó có nhiều nhánh nhỏ. Nhưng mà khi cái cây nó phải lớn, nếu mà con là người trồng cây, cây kiểng á, con phải cắt nhánh cây. Hôm nay là tất cả các đạo, đạo thánh, đạo tiên và đạo Phật, ba tôn giáo sẽ nhập lại thành ra là đạo ông trời á, đạo thiên là cái này, gọi là tam giáo đồng nguyên là chỗ này. Còn bao nhiêu kinh điển từ xưa nay người ta giải thích á, ồ đạo hờ đạo khổng là đạo tử gì đó, nó không có đúng. Đạo tiên, đạo Phật, nó ba loại á, ba loại đạo sẽ nhập ra thành một đạo. Cái ông trời lớn nhất có con, tại vì khi mình xuống trái đất này, cái lại giải thích của mình là cái sim trên đầu, cái thần hồn của mình. Ngược lại chư thiên ở trên cũng vậy, nếu không có người hung dữ, chư thiên không có chịu tu, không có chịu biết khổ, biết làm từ thiện, biết làm tạo phước, mình mới ngồi ở đây con cũng là chư thiên. Mình không có người dữ, mình sẽ khó làm người hiền lắm con. Cho nên khi mà con có thằng chồng con mà nó rất là ăn nhậu bê bối, nó làm cho con khổ mà khổ cực kỳ khổ nghe, thì lúc đó con sẽ là một người vợ tốt. Tại nếu mà con quậy nữa thì đứa con nó sẽ khổ theo. Thì cái luật nó đi như vậy. Nhưng cái quả địa cầu này và cái vũ trụ này đang tận thế, nó đi theo chu kỳ, nó đi theo cái ngày, cái giờ. Đúng ngày giờ thì cái thiện sẽ nổi lên, 3000 năm là mình sắp sửa hưởng được cái phước này, cái thời vàng kim của Phật Di Lặc. Khi hết 3000 năm nó tới hết thượng thượng nguyên, tới chung, tới thượng chung nguyên, chung chung nguyên, hạ hạ nguyên, mình đang hạ hạ nguyên. Nghĩa là nó đi theo chu kỳ cứ thế mà là tới lui. Mục đích cuối cùng rồi, tất cả chúng ta ngồi đây sẽ đều thành Phật hết. Nhưng mà người nào thành Phật hôm nay ngay lúc này, hay là thành Phật 1 triệu năm sau cũng thành Phật. Thì mọi nhân loại chúng ta đều phải về trời hết, chứ mình không còn ngồi đây. Mà nếu không có cái người ác thì làm sao con làm người thiện được. Thì ở bên cõi vô hình á, một cái người hung dữ của mình ở đây chết, thành một người hung dữ ở bên kia, nó gọi là yêu. Còn cái người hiền chết gọi là ma. Còn cái người ích kỷ chết gọi là
ngạ quỷ là cái cổ cổ ốm ốm á, thiếu ăn á, là phải hỏi ích kỷ, nó nhiều một tầng ở bên kia. Thì đa số chúng ta là ma. Bữa nay con là người một chút, con có chuyện gì con là ma. Bác hôm nay ngồi đây, thời gian sau bác cũng là ma, đúng không? Ma cũng là chúng sanh của ông thổ địa với sơn thần. Thì qua bên đó mình không có cái cơ hội hơn hiện giờ thôi à. Nó chỉ khác nhau một chút, khác nhau 10 chút chứ không phải một chút. Tại bên kia đó mình không có quyền lực nhiều như hiện giờ. Hôm nay mình có tiền, mình cho ra. Hôm nay mình còn mang xác người, có thể là đạp con kiến mà mình né, mình không đạp là mình làm phước. Bên kia con là ma, con chỉ có chạy theo chùa, theo này kia. Khi mà Phật tử cầm kinh đọc thì con đứng con nghe. Cũng giống như mỗi khóa tu trong chùa, mấy con ma là mấy con ma mừng nhất. Là tự vì khi có khóa tu, nó cũng vô ngồi thiền chung với người mình. Kế bên. Ở đây có mấy đứa ngồi nè, cái hữu thấy mà một đống. Thì nó cũng tu, nhưng mà khi mình mang thân người thì mình còn có khí dương á, thì mình thăng tiến lẹ hơn, cho cái trí não mình nó mở ra ánh sáng nhiều, là trí thông minh mình lên. Nhưng mà con ma nó toàn là khí âm không à, nó tu chậm hơn mình. Thí dụ mình ngồi một tiếng thì mình đã vô định đi, nó phải ngồi ít nhất á lộn cỡ 10 năm á còn chưa định nữa. Nó dở hơn mình là tại vì nó là mờ vô vi mà, nó là thần hồn, nó một luồng điện thôi, thì nó đâu có thân người đâu mà tu. Nó cũng được nhưng mà rất là lâu. Còn khi Phật tử thì tới 12 giờ trưa được ăn, thì mọi người cho lấy tô bún tô cơm ăn. Còn nó muốn ăn á là phải xin ông hai có hàng hộ pháp. Nó chỉ được tu thôi chưa chắc được ăn. Chỉ buổi chiều á chị Bảy cho nó gì nó ăn đó thôi. Cho nên mất quyền tự do rất là cao. Cho nên con nghĩ con mang thân người quan trọng, hay là con muốn làm ma quan trọng. Thì phải nói là thánh phàm đồng cư địa của thời Thượng Quấn. Hôm nay con đã sống chung với thần thánh cũng nhiều rồi đó, tự con thấy. Thì sau này mấy vị sẽ hạ phàm nhiều lắm. Người xấu giống như những cái xấu, cũng giống như làm từ thiện giả, hay là những ông thầy thời nay giả ta tạo khóa tu này, hay là mấy triệu tăng ni quốc danh đảng viên giả. Con nghĩ thời đó họ có thích hợp với những cái thời thật sự không? Những cái chùa giả tự động sẽ mất đi, chỉ có tu thiệt thôi. Rồi con thấy ở Việt Nam bây giờ bao nhiêu những người làm ăn lương thiện đàng hoàng có tiền cũng không có dám bỏ vốn ra nữa. Tất cả nói chung ai mà xưng Phật Di Lạc giả, ai làm thầy giả, ai tổ chức khóa này khóa nọ để mà lôi kéo đông người chừng nào, sau này sẽ không còn mấy cái đó nữa, không còn gạt người được nữa. Khi cái thiệt nó hiện ra, cái thiệt hiện ra có nghĩa là tất cả những cái chế độ vô thần thì nó làm những cái về tôn giáo cũng giả, thì họ cái nguồn máy của họ sẽ không còn cái chính sách gọi là tôn giáo giả nữa để mà bảo quản cái đảng nữa. Thì tự động họ những cái thầy quốc danh, chùa quốc danh cũng sẽ biến á. Chỉ có ai tu thiệt thì cứ tu. Cho nên khi mỗi ngày á, con chưa có ngộ, con chưa có hiểu Phật pháp hiểu nghiệp, thì con lung tăng lung tăng. Có những lúc có nghiệp nhỏ xíu à mà con chưa có biết tu á, khi nó đến á, con có thể mất mạng á. Mà hôm nay con biết đi lên Thiên Long Sơn đốt nhang, biết lại Phật, rồi biết tìm những nơi này ngồi, thì cái nghiệp của con á nó có thể mất mạng, nhưng mà con không mất mạng. Con có thể sơ sài chút chút, đụng xe có thể lật, nhưng mà cái này đụng xe móp cái bumper thôi, thì nó sẽ giảm 9-10. Nghiệp là do tiền kiếp những cái người mình gây ân oán họ theo họ đòi, nhưng mà họ cũng là có tâm từ bi, ti thành ma nó cũng có ma hiền ma dữ. Thì họ thấy mình trở thành hiền, con cũng không, họ không có nở nào theo đòi con hết. Nhưng mà con có biết quay đầu ngay lúc này không là quan trọng. Còn cái hồn ma đó, họ cũng không muốn theo trả thù nữa, nhưng mà vì họ rảnh lắm, mình thì mình lo công việc này, lo con, lo nấu cơm, họ không có gì làm hết.
ai mà hứa hẹn với ma một cái hả nó nhớ. Nó cũng giống như một người mà một bác nào ở nhà mà có 10 đứa con mà không đứa nào mà gọi bác chứ bác này đi là buồn dữ lắm đúng không? Thì con ma nó cũng buồn vậy đó. Rồi ai mà lỡ mà hứa cúng cho nó một bữa cơm mà không cúng, trời ơi nó héo đòi chết luôn. Để nó rảnh thì nó cũng theo cái nghiệp, nó cũng theo đòi vậy đó. Hồi xưa lúc thời ở tiền thân của Phật, đi ngang chiếc thuyền có hàng cướp, trên thuyền có mười mấy hai chục người. Phật đã là tu nhiều kiếp rồi, không phải tu một kiếp thành Phật nha, phải tu hàng nghìn nghìn triệu triệu kiếp mới thành Phật. Lúc đó, thời xưa mới Ấn Độ mà, rút kiếm ra hàng nó chết quèo. Nếu mà Phật không giết thằng đó, nó giết hết chiếc thuyền làm sao? Bây giờ cái thằng ăn cướp nó tới đây cầm súng á, kẻ thư hộ cũng cầm cái cây lên đỡ đạn dùm rồi chạy cho lưng tôi đi, bảo đảm sẽ làm vậy đó, chứ không dám quýnh nó nữa, nó có súng rồi nè. Nhưng mà chỉ có làm được vậy thôi. Thì Phật rút kiếm ra kẹt nó một cái, thì con nghĩ Phật cũng đi giết thằng cướp mà, giết mấy con nhỏ nhỏ ăn chay hay là ăn tam tịnh nhục đều là do mình tu tập cho cái tâm từ bi của mình. Ăn chay mình không có ăn con bò là mục đích di tâm từ bi, chứ không hẳn người ăn chay là hiền nha con. À, chú thấy nhiều người ăn chay rất là dữ, à, coi mấy ông thầy rất là dữ, cho nên ăn chay nó bớt bệnh. Mục đích tất cả chúng ta nên ăn chay là vì giữ cái tâm từ bi, không đập con mũi, không đạp con kiến là cũng tâm từ bi. Cho nên mỗi sáng mà mình muốn vô tình á, mà mình mang giày mỗi ngày con giết ít nhất cũng vài chục chúng sanh á, vài chục mạng người. Chẳng lẽ cả đời những người không tu tập mới lần ra đường, nhất là dân làm trần chót sanh hay thợ hồ hay là dân làm ruộng, người ta cũng phải đạp con nhỏ này con nhỏ kia, là tính nếu mà tính cộng ít cộng nhiều á, một đời người cũng là mấy triệu con, chẳng lẽ đời mấy triệu mạng à. Không có ý thì nó cũng bớt cái tội, chứ không hẳn là nó không có tội, nhưng mà cái tâm từ bi nó không có tăng trưởng. Mục đích của mình tâm từ bi chừng nào mình về trời chừng đó. Còn cái người làm nông, cái người mà phải đi giết con nhỏ này đó, cái tâm từ bi họ không có tăng trưởng, họ chỉ được cái đời sống hiền đó thôi. Nhưng mà cốt lõi của đạo Phật là tâm từ bi và trí tuệ để được về trời. Ngược lại câu của con nói, nếu mà con muốn tránh những cái đó, ví dụ những cái người nhà làm nông, làm ruộng hay là làm mấy cái nghề gì đó, thì mình tìm đủ mọi cách để mà mình né. Cả chú đi nè cũng đâu có từ bi đâu. Có một lần ở Phú Quốc năm 2014-15 đi lại chỗ chợ đêm Phú Quốc, thấy mấy con này con kia người ta sống hiện giờ chú đang là tam tịnh nhục, ăn chay theo ngày, tại vì đi travel đi tùm lum ăn đụng không mà, nhưng mà ăn con nào là niệm Phật con đó đó, là con đó được giảng sanh đó, con đừng bắt chước chú. Chú cũng ăn chay nữa nhưng mà thời nay nó đi đường nhiều lúc cũng ấy đó, chú thừa nhận vậy. Thì cái buổi đó thấy nhiều người ta nó đang bò ở đó, cái hồi chút xíu thì nó vàng lên, nó thành món mồi cho mấy dân nhậu, ngon nữa, tươi được không, ngọt được không. Cái mình mới đứng mình đọc chú giảng sanh, chú mới đứng ngay dinh cậu chú nhớ: Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệp Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Ram Tất Đa Bà Tỳ Di Ra Tỳ Ca Đăng Đế Di Ra Tỳ Ca Đăng Ra Vậy Vậy Chỉ Ra Ca Lợi Ta Bà Ha Đại Khái. Đọc xong 3 lần thì mình chỉ đọc là vì cái tâm mình từ bi. Để chú khi mà đụng với những cái hình ảnh thì nó vô ám ảnh, chú không muốn bị tổn thương cái tâm từ bi thì phần chú phải phò thách. Nhưng mà phần cái bà bán á, thì chuyện của bà tội chuyện của bà, nhưng mà mình phải giữ tâm từ bi. Thì đọc xong sáng ngày hôm sau cả mấy triệu con hải xâm ngay cái vùng biển nó nổi lên chết. Thì con nghĩ cái hành động đó chú có phải là sát nhân không? Nhiều người nói là sát nhân. Đó là một chuyện nghe nó nổi lên, nó chết bèo hết nguyên cái vùng biển Phú Quốc, báo đăng khủng khiếp. Con chi cứu lại đây có đó, ngay Phú Quốc ở Kiên Giang. Thì chỉ vì ba câu thần chú đọc. Tới qua ngày sau đi tàu tốc hành từ ở Hàm Ninh đi vô
đi vô cầu đôi là ở chỗ đền Nguyễn Văn Trực á, về nhà chú có nhà ở ngoài ruộng ở ở Vĩnh Thông á, Phi Thông Vĩnh Thông, ngồi đó ăn cơm trên cái bờ đê, chú khoái cảnh đồng quê đó, ngồi dưới cây dừa ăn bờ đê. Thì lúc đó có mấy con vịt, hai bên là hai cái ao, có 500 con vịt sim của cái ông kia, cái vịt hãng ta nuôi, cái nó bu xung quanh, nó nghĩ là mình dùng đạn xuống ăn, nó bu đầy hết rồi, cái nó ghĩa tép ghĩa này ghĩa kia, chú cũng ngứa miệng lắm. Đọc tiếp Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Và Đa Dạ, đọc 3 lần. Cái mình cứ nghĩ mình đọc là xong là thôi, cái chuyện mà mấy triệu con hải sâm nó chết ngày hôm qua là chú còn chưa biết nữa. Rồi cả luôn cái con vịt hãng, tức là nó chỉ cách nhau không đầy 24 tiếng đồng hồ đúng không, từ Phú Quốc mà đi vô Gạch Giá. Rồi cái chú lên xe tốc hành đi về Sài Gòn, ở lúc đó mình Việt Kiều về Việt Nam. Thì hầu chưa tới ngã ba Lộ Tẻ nữa, thì là cái đứa em mà nó coi nhà đó, anh ơi mấy 500 con vịt hồi nãy nó đi nó bu xung quanh anh á, bây giờ nó chết quèo hết rồi, nó đang đi cái nó ngã nó chết hết, mà chết liền một lúc 500 con. Ông vịt hãng không biết là anh ăn anh bỏ cái gì mà ổng khóc ổng la quá trời, ổng mắc thường. Là cái mình mới biết, cái mấy vị thần mới về nói cho biết, vì cái lực của chú từ bi cho nên chú phải sát sanh. Sát sanh nghĩa là mình đọc thần chú á, mình thấy bề ngoài là sát sanh đúng không, nhưng mà thật sự là cứu tụi nó, giảng sanh, nhưng mà bề ngoài nó còn sát sanh. Tại trong 513 câu trong cuộc đời con có nói phút này 1.000.000%, thì là giảng sanh. Cái hành động của Phật giết cái thằng đó cũng để cứu nhiều người. Thì cái hành động của chú là từ bi, nhưng mà là 500 con vịt chết. Mấy vị thần mới nói nếu mà không chú không giảng sanh cho nó đó, nó phải đầu thai 9 kiếp con vịt, cứ nghe nó bị cắt cỏ làm tiết canh 9 lần thì nó mới đầu thai thành lên được con mèo hoặc là con gì khôn hơn chút, rồi từ từ nó mới thành người. Nhưng mà nó gặp chú đọc một cái thành người liền. Bữa nay nói tới sát sanh với dịch đồ á, thẳng đây có một chuyện buồn đang ở nhà đang xảy ra, đang ở nhà hiện giờ. Cách đây mấy ngày có nuôi con chó, con khớp phì, chó đen, chó mặt rê, đặt nó lên khớp phì tại nó đen thui à. Cái tự nhiên nó bị bệnh là như nó mù, và nó bị gì ấy, vô nhà thương trong ngày hôm qua đi Houston. Thì ở đây mấy người ở nhà mới chở đi vô bác sĩ thì tốn 15.000 rồi mà chị cũng không hết. Cái nãy buồn quá thì mới chi cứu lại cái hồ sơ lý lịch của nó, cũng giống như mình có chuyện mình mới coi hồ sơ. Thì nó là một cái bà người Mỹ, mà Mỹ mễ rất là giàu có, tỷ phú. Bà tên là bà Rosa. Bà đầu thai là kiếp chó 2 lần. Hôm nay bà đầu thai thành chó nhà của Kiệt, là tên là Coffee, chó mặt rê. Bà là cốt là phụ nữ. Hôm nay bà đầu thai là chó đực. Thì hôm nay á, là vì lòng từ bi của chú, mà con chó nó khôn cực kỳ nghe. Mỗi lần mà chú ra cổng á, là nó đứng nó chào, nói tiếng người nó nghe. Tại nó là bà già giàu có, là có trí tuệ, nhưng mà hơi ác nên đầu thai làm chó. Rồi bị cái bệnh này, thì mấy chị vị mới nói là nhờ ngài thương cái bà này, cho nên bà nếu tính là tuổi chó từ lúc mà đem nó về có chút xíu à, bây giờ nó bự gì nó cao gì rồi, là mới có 9 tháng chưa đầy 1 tuổi. Con chó này phải chết để mà được giảng sanh, bởi vì qua cái tay Kiệt á là chết không à. Bởi vì khổ vậy á, bây giờ á tốn 15.000 qua đi bác sĩ rồi, bây giờ sắp sửa ăn chút về ăn chút ngồi nói chuyện với nó. Hay Rosa, hồi xưa mày làm gì tao tưởng là tao làm bạn mày được thời gian lâu, nó đang nằm nhà kìa, ăn chút ai mới tới nhà coi góp về. Thì nó phải ra đi để mà tiến thân làm người trở lại, chứ làm chó khổ lắm, nó đâu có được ăn đồ ăn ngon như là thời còn sống giàu có đâu, tội lắm. Về nước á, mình để cái thùng nước ngoài mấy cái bữa ở đây nắng 100 độ á, rồi đi chơi đâu ai nó cũng phải uống nước dơ nữa, nước có rong nữa, nên đầu thai làm chó cực lắm. Mấy con đừng đầu thai làm chó nha. Ừ,
Đó là một con người đòi hay làm chó. Tại chú không phải người thường. Chú biết hết căn cốt của từng xuất vật cho tới từng con người. Thời đại này không ai có cái lực đó, không ai biết được cái chuyện đó đâu. Nên là về phải đi kiếm chỗ chôn khớp thì nữa. Hiện giờ nó còn đang còn sống, nhưng mà mình cứu không được. Tại vì mình đã giảng sanh cho nó phải ra đi. Cho nên mai mốt mấy con phải đi làm đám ma với hụ con chó với hụ á. Con có coi phim Tiết Quý diễn nghĩa không? Tiết Quý là một người bình thường, nhưng mà cái chân cái tướng tinh á, sức ra làm cọp trắng á, để đi bảo vệ á, là cái tướng tinh của mình. Tất cả chúng ta đều là animal nha. Chỉ có con giáo là tiên là thánh thôi, họ không tin từ người thành animal. Cho nên họ nói vật dưỡng nhân, họ ăn thịt chó, họ ăn đủ thứ á. Có mấy ông trang thịt chó, chú biết. Chú nói không phải, con người mình á, là khi mình làm tội mình đổi là thú. Nhưng mà mấy người Mỹ họ không có tin mấy cái này. Cho nên tại sao Thiên Tâm ra đời, cha mẹ muốn cho người ông giáo lên lớp là để cho họ biết là đó là một cái công thức, một cái process, một cái hình để mà cho cái thần hồn mình biết sợ. Ok, bình thường á ăn thịt chó hả, cho đầu thai thành mấy con chó, ngược trở lại để cho mấy thằng con chó ăn ngược lại, ăn tới ăn lui, ăn xuôi ăn ngược, cứ thế mà ăn qua ăn lại. Mình cứ trong luân hồi lục đạo khoảng 9-10 nghìn năm mà mình đâu có biết. Hôm nay chú xuống trần, tuân lệnh của cha mẹ của chư Phật, lùa hết về. Người nào không về là lỗi của chú. Chú nói thật, chú bây giờ cũng giống như người ở trần cục rồi. À, chú lỗi rồi, không còn gì để mắc cỡ nữa, đi giữa chờ đợi. Mặt cũng vậy thì mà chúng sanh không tin thì thôi, chứ giờ biết làm sao vậy. Thật sự cái bà Mễ mà đầu thai làm chó nhà chú á, sắp chết á, bà cũng là một chư thiên. Tất cả chúng ta từ cõi Quan Âm Thiên xuống lúc khởi đầu, nhưng mà mỗi một kiếp mình đầu thai ngay biên cương lãnh địa, mình không có đầu thai những cái nơi có Phật, có Tăng, có Pháp. Mình đầu thai thành người Mễ, người Mỹ, người Venezuela, người Ecuador, người Brazil, người Nam Mỹ. Mình không có hiểu được cái nghiệp và cái luân hồi, thì mình cứ lăn lộn trong cái trần thế này. Hôm nay mình có phước, mình từ từ mình đi về. Cũng giống như giờ á, con á là chạy marathon, chạy từ xa. Hôm nay con đã vô cái dòng sân vận động rồi, có cái nơi để mà mình chấm dứt cái cuộc hồng trần này. Con mới ngồi đây, con mới đặt những câu hỏi này. Thì gán lên đi. Có đau, có khát nước, có chảy máu chân cũng gán chạy chút xíu nữa thì mình được về trời. Con người á chỉ cần một kiếp ngộ, kiếp này là phải ngộ. Chứ còn không ngộ nữa mình sẽ mất luôn cái thần hồn và mất luôn, không có được tái sanh. Hồi những năm về trước, những mấy chục năm trước mình chết, mình còn có cơ hội đầu thai thành con vịt hồi nãy nha. Cái bà Mỹ mà Mỹ Lai Mễ này nè, làm chó nhà chú á, bà có phước, bà còn đầu thai thành chó. Nhưng mà những cái thời vàng kim, thời Thượng Quân Thánh Đức, không có chuyện mà người xấu nữa. Giống như nãy con nói là không có người xấu nữa, thì những cái chỉ còn người tốt không. Thì những cái người mà gọi là ở cái hàng không phải là cái sở thú. Sở thú là để cho mấy ông ma tăng, chứ để cho những cái người mà hung dữ thời nay làm sở thú. Rồi những đứa con mà gọi là tu cà gu cà gặp đó, ở vào ở một cái nơi gọi là trung chuyển. Cái nơi đó nó cũng hàng nghìn hàng triệu năm. Tại cái thần hồn mình nó phải thích ứng với một cái thời đại. Cũng giống như con mua nhà, con không có tiền, con phải ở nhà cái khu của Mỹ Đen với Mễ, nhà 500.000, 1.000 square feet. Nhưng mà khi con có tiền, con muốn dọn ra để khỏi phải bị mấy thằng Mễ dặn nhạt sùm mấy này nọ. Thì cái level của cái thần hồn nó cũng giống vậy. Cái thần hồn tốt phải sống với thần hồn tốt trong cái thời đại vàng kim 3.000 năm.
Chứ bây giờ giao đưa cho một số người xấu mà sống chung với người tốt thì là nó làm hư hết mấy người tốt. Giống như thời nay là thời sàng lọc, mình sống chung với tất cả những người xấu để mình hiểu được Thượng Đế, hiểu được Phật, hiểu được cách đi về trời, là chú chỉ là đây là thiền bát nhã. Chứ còn ở cái thời vàng kim đâu có người xấu được. Trong cái hẻm này, ví dụ trăm người làm việc giỏi, chỉ cần một thằng mà cố tình phá hoại thôi là bảo đảm 100 thằng á làm không ra tiền á. Thời vàng kim nó cũng vậy. Cái thần hồn của những người xấu, người ác, nó có cái lửa trong đó, tức là nóng tánh á, hung dữ á, thì cái quả ngục là đã đóng cửa rồi, sẽ hút họ đi, hút họ đi về nhà. Nó sẽ tương ứng với những cái mà họ tạo ra cho cái linh hồn của họ. Con người của mình biết tu tập, Phật mẫu là người duy nhất trong cái vũ trụ sẽ hóa kiếp cho mình. Ví dụ mình là cốt con chim bồ câu, mình tu giỏi, mẹ sẽ hóa kiếp, mình sẽ không còn kiếp chim nữa, mình sẽ là cốt tiên. Cho nên trong mắt những người có thần thông tâm linh á, nhiều lúc trong này nè cũng có à, bác này á, cái thân thì người, tại sao cái đầu lại có cái mỏ giống chim hết ta, có nghĩa là có tu mà tu chưa tới vậy đó, thì cái đầu còn dính lại, còn giống như hồ quá biết, nhưng mà biết được hai tay trên, còn cái đầu chưa biết được. Đó con thấy nhiều lắm. Có vụ đó nữa. Còn muốn mà cho tất cả thành người hết thì mình phải gán tu thêm, tu ngày một chút vậy đó. Phim thần thoại sao ở ngoài cũng vậy nha. Nên nhớ nha, mỗi lần đọc kinh hay là đi nơi nào, chú chưa từng xịt dầu thơm hay làm gì hết, nhưng mà chú chỉ nói những người ấy. Tại vì ví dụ như mình là có con heo, mình mang thân con người, bảo đảm nó hôi, chư thiên không có thích mùi hôi, mình nên xịt dầu thơm, thấy không? Huống hồ chi là nhang trầm, nhang trầm là chư thiên chư Phật lại khoái. Khi con ngồi thiền á, con ở cái tầng gọi là gần định á, giống như cái công thức chú chỉ trên mạng á, với bữa giờ chỉ nhiều rồi đó, thì có một lúc chư thiên sẽ tới một cái mùi thơm cực kỳ, các cái gì là thơm phức à. Cho nên mùi thơm là good, theo các chư vị nói là hơn phân nửa nước Việt, tất cả tăng ni hơn phân nửa đã quy thiên tâm rồi, họ đã thêm cặp cánh rồi, cọp thêm cánh rồi phải không, nhưng mà chỉ sợ mắc cỡ á, cho nên cái cánh nó còn xếp vô. Tại vì đã biết Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Quan Thế Chí, thì bây giờ biết thêm Thượng Đế và Phật Mẫu là vị tối cao có quyền hành phân xử nhân loại mình, là cha mình, mẹ mình, cha trời mẹ đất, thì họ thêm cặp cánh thì rất là nhiều, nhưng mà còn mắc cỡ từ từ. Còn bên công giáo, những con chiên gọi là ngoan của Chúa đó, đã biết à, hôm nay Chúa Giê-xu tái lâm, Chúa cho mình lên lớp mừng quá, mình vẫn là thờ Thượng Đế, nhưng mà mình là được học Phật. Tại vì xưa nay mình biết là cái thần hồn chuyển thế, mình biết là có nghiệp quả, mình biết là có ma, có vong hồn, kinh Tân Ước và Cựu Ước không có nói. Thì hôm nay có thiên tâm rất là mừng, thì những đứa con chiên của Chúa cũng đi theo thiên tâm cũng phân nửa, thì đó là gần 50 triệu nếu mà nói về số lượng âm thầm hay không thầm. Nhưng cái quan trọng, cách đây 2-3 tuần các chư Phật, các chư vị ở trên trời mới kêu á, là con cháu của họ Thiên đông rồi, con ra một cái chứng chỉ, cái bằng gọi là cái certificate của thiên tâm để trên tường, để bắt đầu hàng ngũ sắp sửa có một cái trận gọi là chết đó nghe, cực kỳ đông, số lượng người đông chết. Bây giờ mình chưa lắm thiết, nãy mình chỉ mới vô là ăn xà lách thôi, còn Mendis chưa có đụng gì tới. Mendis sắp sửa xảy ra là món ăn chính là không biết là bao nhiêu triệu người chết nữa, thì sẽ thanh lọc
Bữa nay theo Mohammed phải không, là họ cũng có cái bằng nghe. Bên này con ma, con ma, con quỷ, con quỷ, con thần, con thần, con thánh, con thánh, con tiên, con tiên, con của Thượng Đế là Thiên Tâm, phải có cái bằng treo trên tường. Để mà lỡ như mình có cái bình thường mình không có chết á, mình cũng được các chi vị chiếu cố. Còn nếu mình lỡ có chết đi nữa đó, người qua bên kia mình cũng có cái hàng gọi là hàng ưu tiên, gọi là fast lane á, mình đi. Cho nên tại sao mấy chư vị cho ra cái bằng đó, chứ không phải là do Ngô Tuấn Kiệt này mà tự động mà làm cái bằng đó đâu nghe. Mình không có là tự động làm, đó là có lệnh đàng hoàng đó, lệnh bề trên đó. Ở trên trời cung trời Đâu Xuất Thiên hoặc Di Lạc là tầng thứ tư. Xuống đây á, hồi lúc trước mình cũng không biết là mình giáo chủ đời thứ hai nữa, mình chỉ là người truyền tin. Nhưng mà khi mang lệnh sư phụ Phật Di Lạc, Phật Di Lạc là người thiện hay là người đệ tử truyền thừa Phật Di Lạc, hay là đời Phật Di Lạc, hay là Phật Di Lạc xuất hiện trong tương lai, mình là bốn con bài úp, mình không có giải thích được. Lệnh của trên á chỉ kêu làm sao làm cho đúng, để sau này khi mà nguyên một cái bức tranh mà phu sồn nó đang gấp từ gốc á, thì gấp đúng lại á, thì nó sẽ đúng là thời thứ hai. Cái Thiên Tâm nó có trên trời hàng nghìn năm, xuống thế gian này từ năm 1979 và được Thượng Đế công bố cho tất cả các tầng trời để mà gia hộ cái dấu này. Thì sau này khi mà nước Việt thay đổi biến chất, những người nào không có mà gọi là loại mà không có đúng sàng lọc, mà sàng lọc trong những người nắm cột trụ trong tương lai nước Việt cũng tính theo cái bằng này, vì cái đầu của họ ngay lúc này bự, thì sau đó những người đó sẽ bị loại khỏi sổ, có thể mất mạng, mất tài sản đó. Thì mình chỉ biết như vậy. Cho nên nó thanh lọc đủ kiểu hết, thanh lọc về tài chánh, thanh lọc về chức quyền, thanh lọc về thần hồn là do cái bằng. Chứ sau này rồi chuyện đâu vào đó, Đức Thầy xuất hiện, cái bàn cờ á là mấy cái phu sồ nó ghép lên từ miếng khi thành hình rồi đó. Đừng có nói là trời Phật không có từ bi, không có nhắc nhở nha. Những cái thằng ngoan cố á còn đứng ngó bề ngoài cười he he, mày ảo hả, mày ảo mới đúng, tao không có ảo đâu, tao thiệt á. Mà nó cứ nói chuyện ảo, mà mình nói mày ảo, mình thương nó, sau này á đừng có hối hận. Thì trong kinh Đức Thầy nói rằng đóng cao đồ, thấp đồ, đập đầu vô đá tự tử, có không? Ừ. Thầy nói cũng có, hôm nay chuyện nói cũng có. Bây giờ muốn là ngày 25 tháng 4 để mình có chuẩn bị, 26 tháng 4, 27 tháng 4, 28 tháng 4, thậm chí là 29 tới 30 tháng 4 năm 1975, trên tổng nóc của cái tòa lãnh sự Mỹ á, chục thằng nó đưa đi vượt biên, hay là muốn để ngày 1 tháng 5 để mà đi tập trung đi đi lột lịch vậy. Nó có tính theo ngày, nghe cái bằng này cũng tính theo ngày đó. Cái con người cái ngã đó, sau khi mà mọi chuyện ngã ngủ sẽ không còn khó cứu lắm á, chuyện nó xong rồi cứu gì nổi. Nó có nè, đừng có nói là khi mà Minh Dương xuất hiện, Minh Dương sẽ tính theo cái ngày ai theo Thiên Tâm. Còn sau này á là giả, tức là sau này chạy theo danh, chạy theo lợi, đúng không? Bây giờ á, mình thương ông Trump, mình mới bầu ông Trump, ổng lên tổng thống, để ổng làm tổng thống rồi mới ôm chân ổng, hung ổng, nghĩ ổng có thương không? Thì con người nó cũng vậy đó. Mình nuôi đứa con từ nhỏ tới lớn, mình chung thủy với một người chồng lúc còn hàng vi, chứ mình để tới lúc mà chồng mình nó còn đi học thì mình đi ngoại tình, mình chửi nó, đến lúc nó làm tỷ phú á, mình chạy theo nó à. Cái Thiên Tâm nó cũng vậy đó con. Đừng có nói là hôm nay mình không nói rõ nha. Tính ngay tức khác thì trên bề trên đang tính mà. Mình nói thí dụ chị đang có sang trước sang sau Việt Nam,
Thí dụ như bà Trương Mỹ Lan, cái đầu bả trước khi bị bắt ở hôm kia đó, mấy ngày nay á, bả mà tin Thiên Tâm, bả theo đạo Thiên Tâm thì có thể thay đổi lớn lắm á, không có ảnh hưởng tới tánh mạng chư thần với gia hộ cho bả. Tại vì 3 năm nay chuyện đã nói rõ rồi, hiện bây giờ là trời Phật chư thánh thần đang tính từ người. Tại vì họ vô minh, họ ngu, đại ngu, cực kỳ ngu, cho nên họ không có hiểu. Họ coi trời Phật không ra gì, coi thánh thần không ra gì, coi kiệt chẳng có ra gì luôn, thì họ mới lâm vào những cái cảnh bi đát đó. Và sẽ có nhiều nữa những người đó, đó gọi là những đứa vô nghị, phải không? Trong kinh nói là những đứa vô nghị, minh vương trị thế, quốc thái bình an. Cái nước Việt là hiện bây giờ á, chị chúng chị thế giới gì á, thì đại khái là cái nước Việt bây giờ Phật thánh tiên đầy hết, không có thiếu vị nào hết. Nói chuyện 3 năm rồi mà họ cũng vẫn chưa tin, mà nói đâu chúng đó thì có nghĩa là gì? Nghĩa là trời Phật và lòng từ bi của chị bao la không? Mình nói trước khi Putin mà đánh á, Putin nó mà biết cái cơ vận mà búa liềm sẽ bước sang trang á, nếu mà mấy người đó mà nghe thì đâu có chuyện mà muốn đi đánh Dương Khen làm gì. Mình đang là một cái nước đang giàu có nhất thế giới, đâu có cần thiết phải đi đánh một cái trận chiến gọi là không có ý nghĩa. Mấy người con gái Nga tên là Rosa gì đó, bữa nay tự nhiên bị ở tù 5 năm, không có làm gì sai hết, chỉ lòng từ bi thương nước Nga, len vào nghĩa địa của ba má của ông Putin á, cái viết mấy tấm bản: dạ thưa bác Putin, bác làm ơn kia kéo một con của bác xuống theo bác đi để cho thế giới bình an. Nó viết cái, nó viết mấy chữ nó để ngay đó vậy á, mà cái camera của cái nghĩa địa nhìn thấy chỉ bắt chịu án 3 năm tù. Tự nhiên nó viết có mấy chữ mà lại bị 5 năm tù oan ức. Ở Việt Nam á thì mình cũng ok, tại Việt Nam qua làm quen rồi thì mình không nói, tại Việt Nam mình coi như là ngoại lệ đi, phải không? Còn nước Nga nó có lực á, viết có mấy chữ có tội không, quý vị thấy có tội không? Vậy mà 5 năm á, hiện giờ có khoảng 30-40 triệu người đã là đạo Thiên Tâm rồi. Nhưng mà chỉ vì một chút xíu còn hơi quê, phải không? Còn hơi mắc cỡ. Thì hôm nay cũng là một cái cách thanh lọc thêm nữa. Thôi coi mắc cỡ cỡ nào. Chết tới nơi rồi nó mắc cỡ. Hôm nay cơ trời lộ sạch thấp, chú mắc cỡ ai đâu mắc cỡ. Tỷ phú kiểu này tiền thiếu gì, làm biết như chuyện vui chơi. Sao không làm, tối ngày cứ ngồi đây nói chuyện rồi đi chỗ này chỗ kia xây dựng hoài để làm chi? Lưu truyền nghìn năm, mình không có chỗ để mình trụ lại, mình không có chỗ để đặt tượng Phật, đựng cha mẹ, thì làm sao trong tương lai chúng sanh có nơi để làm? Chú không làm ai làm vậy? Làm phải bằng tâm á, chứ không phải làm bằng tiền đâu. Làm xây chùa, tạo tượng, tạo núi, tạo một cái nơi. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca cũng phải cần có vườn Kỳ Đà cấp cô độc, ông phải lót vàng á để mua cái miếng đất đó để cho Phật giảng pháp. Cái ông mà Dương gia đó, ông tên gì ta? Dương Kỳ Đà, ông tên Kỳ Đà phải không? Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà thì Kỳ Đà tức là ông Kỳ Đà đi. Con Kỳ Đà đi, mình nói con Kỳ Đà dễ nhớ. Tại thời nay mình phải biến chế một chút. Con Kỳ Đà rất là giàu. Đầu tiên không có chịu bán cái miếng vườn đó. Còn ông cấp cái đập cũng là tỷ phú giàu. Nhưng mà Đức Phật cần có cái chỗ ngồi thì người ta mới tới, thì Phật mới dạy được. Cái ông cấp cô độc á thì ổng mua, cái ông Kỳ Đà nói không bán, năn nỉ hoài cũng không bán. Đến lúc ông cấp ông Kỳ Đà, ông tưởng là ông nói để cho ông này đừng có trả giá, tại ông là Dương gia, ông già ông đâu có cần tiền đâu. Khi nào ông lót vàng hết cái miếng đất của tôi á thì lúc đó đó tôi mới bán để cho Phật giảng pháp ở đây.
Vậy là ông này ông chơi liền, ông về ông lấy vàng ông lót đầy một cái sân đất rộng thênh thang là cũng biết bao nhiêu cây không, khủng khiếp luôn á. Rồi cái ông kỳ đà, ông thấy ông này làm thiệt, ông quản hồn. Hay, tôi không cần tiền, tôi chỉ hù ông để cho ông chạy, nhưng mà ông không chịu chạy, ông làm thiệt. Thì thôi ông chỉ lót những cái nơi thôi, ông chừa những cái gốc cây lại cho tôi cúng dường cái cây, ông cúng dường đất. Thì cho nên cái công viên mà vườn kỳ đà lại có hai cái tên, vườn kỳ đà cách cô độc. Thì Phật mới có cái nơi để mình ngồi nói chuyện. Cái nơi nó quan trọng lắm, cái núi Thiên Long Sơn mình cực kỳ quan trọng trong nhân loại. Trong 3.000 năm về sau, vừa đạo thiên tâm, vừa độ mấy Mỹ lì lợm ở đây, vừa độ vừa để mà thống nhất cái đạo trên thế giới. Cho nên trong cuộc đời của chú hết Houston sẽ đi đủ khắp nơi, chỗ nào có đủ duyên thì cha mẹ cho mua đất thì mình mua. Còn cái đất bên Houston đó, là cũng là do bề trên kêu mua, thì nó sẽ lan rộng vậy. Mà mình không có chỗ mình ngồi, giống như cũng may á, mình bị đuổi từ ở Thiên Long Sơn, mình bị đuổi vô chùa đúng không? Chùa thì cũng không yên với mấy người Phật tử, với mấy ông thầy bển đúng không? Thì mình mới chạy, thì bữa chạy bên hông chùa đúng không? Bên hông chùa cũng không xong, tại vì nó nắng quá chịu không nổi đúng không? Chạy trước cửa chùa cũng không yên đúng không? Là mấy Phật tử đi ra ngó, thì mấy ông thầy đứng trong kiến nhìn đám mình giống như đám khỉ vậy đó. Thằng đó tào lao, vô đây ngồi thiền không vô, ngồi ở ngoài nói xạo. Mấy ông nói vậy đó, mấy ông đứng ở trong cái chánh điện ông nhìn ra. Thì cho nên mình không có muốn họ động tâm, mình mới chạy tới chỗ này. Mà cũng phước đức á, là cái chỗ này chú bỏ 8-9 năm không có bước về nơi này. Từ lúc mà rời khỏi building này, cái ngành vi mạch nó lên, bữa giờ bỏ vô đây 20 triệu. Thì mình còn chỗ này để mình nấp bóng á, mà cũng nhờ mấy cái miếng này căng lên. Thì hôm nay mình có chỗ này nó cũng giống như kỳ đà cấp cô độc. Nhưng mà thời đại hồi xưa nó không có miếng này, tại vì Phật mấy miếng mấy cái lá cây mình có phước hơn Phật thời xưa nhiều quá con. Phật xưa đâu có mấy cái này, xưa ai đâu chế mấy cái này, tại vì cái ông kỳ đà là ông có cái cây có cái tàn, còn ông kia ông lót vàng dưới đất. Thì Phật tử mới vô ngồi mới nghe Phật nói chuyện. Xin lỗi nghe, mình không có dám so sánh ngàn à. Nhưng mà mình có phước hơn nhiều. Cái hồn á, nhiều lúc á nó có ngũ thông, nhưng mà nhiều lúc á nó cũng chắc dữ lắm. Tại vì trên núi Thiên Long Sơn á, ở cái nơi trong cuối cùng trong góc chỗ cái nhà trắng á, nó có mấy con dông mà mọi da đỏ. Rồi mấy con dông, mấy con thú này nó chết nó cũng là dông, mà dông thú. Thì có một lần nó xin ăn, mà chú ban cho nó mấy cái thi xà đồ ăn. Để chú kêu nó, hey, tụi mày sao không A Di Đà Phật đi. Cái mấy mọi da đỏ, cặp vợ chồng mọi da đỏ nó hỏi chú Phật là gì? Chết còn không biết Phật nữa đó. Tại khi sống nó không biết Phật. Kêu mày niệm Chúa đi, Chúa là ai? Mấy con má nó vậy á. Nó sống ở trong một cái cõi hư vô á, nó không có đồng hồ, không có giờ ngày giờ tháng, nó không có hiểu. Khi mang cái thân người á, mình còn có cơ hội học rất là nhiều thứ. Nó vô cái lại gia thức là cái chân linh của mình. Khi cái chân linh của mình rời khỏi cái xác đau đớn, thì lúc đó mình cảm thấy là người mà biết tu á là thấy sướng nhất. Tại nó không còn đau nữa, mình đang ung thư, đang đau rồi kim rồi ống rồi vô họng rồi không nhất rồi máu huyết đồ chán dán mặt mà bực bội khó chịu lắm. Lúc đó mình muốn A Di Đà Phật cũng không được nữa. Mình muốn thí nghiệm cái đó như thế nào, thì mình cứ coi những lúc mình bị cảm trúng gió nặng á, trúng gió nặng mà gọi là gì ta, cạo gió bầm mình đó. Thì lúc đó mình nghĩ thử mình có A Di Đà Phật nổi không. Mình nằm trên giường, mình là ú ớ, mình rất là bực bội đúng không, lúc mình trúng gió đó, cảm nặng á, mình chỉ muốn khỏi giường thôi. Lúc đó là bao nhiêu chuyện quan trọng, bao nhiêu cái nhà băng để trước mặt đó, bao thơ xé ra hay được lên lương rồi tiền gì đó mình cũng không màng tới nữa. Thì huống hồ chi mình nằm trong cái phòng mà gọi là cái phòng Mỹ nó kêu là ICU, là cái phòng gọi là bye bye, tính theo ngày đó, nó không có chăn săn sóc gì nữa. Thì mình cảm thấy như thế nào, mình đã biết cái chữ đó, khi nó đẩy vô mình thấy cái chữ ICU,
là xong rồi đó, là tính theo giờ để mình rời khỏi thế gian, đúng không? Thấy có buồn không? Đã là buồn rồi, nằm trong đó nhìn xung quanh một đống người ghen la kế bên, mình cảm thấy như thế nào? Ông tỷ phú kia thân không biết tu á, người mà không biết tu chừng nào á, vô cái phòng ICU la lớn chừng đó nghe. Tại vì họ chết nhát lắm. Cái thằng làm chuyện ác chừng nào, ăn hối lộ chừng nào á, vô cái phòng ICU á, nó quậy còn khủng khiếp hơn cái người mà biết tu. Người biết tu người ta biết vô thường rồi, bác sĩ đã chạy rồi là hết cứu. Còn cái thằng chức vụ cao, thống đốc này, thống đốc là cỡ Nelson đi, mà vô phòng đó rồi thằng đó nó la còn dữ nữa: tao sắp sửa ứng cử tổng thống mà hôm nay tao nằm đây. Tại vì nó bất lực. Khi mà ở trên á mà gõ gờ chán mình rồi vậy đó, xong, xong luôn đó. Không còn phương cách nào mà để cứu. Trừ khi hôm nay mình mỗi ngày mình gán khắc phục cái tâm của mình, mình ngồi thiền, mình đọc kinh thiên tâm, thì nó cứu mình lúc đó. Nó cứu mình lúc mình còn hơi thở của thế gian, và nó cứu mình lúc mình tắt cái hơi thở rời khỏi thế gian. Các chư vị lúc ban cái đạo thiên tâm này xuống trần, các chư Phật có nói đạo thiên tâm chủ yếu là ngồi thiền và tam đại tạng kinh, đọc kinh và ngồi thiền. Không có giống như bên mà giảng sanh là không có chú trọng thiền. Các chư vị rất chú trọng thiền, cho nên sư phụ chỉ không có cái gì để truyền lại, chỉ cho là nói những lời thật là phải ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng. Đó là cái giới luật thứ 12 mà trong đạo thiên tâm đó. Mấy người ở đây ai cũng biết là 12 giới luật được phải không? Có ai chưa biết không? Thì giới thứ 12 là phải đọc kinh ngồi thiền. Thiền để thay tâm, cột cái tâm lại. Khi cái tâm mà bấn loạn, nó chạy như năm con khỉ, năm con quái thú mà nó lăng tăng á, theo sắc trần á, thì mình làm rất là nhiều chuyện sai. Trong đó có những cái chuyện tạo nghiệp rất là lớn á. Những gì cho bụng nói là thiệt. Livestream hôm nay mấy con á, còn á, nhiều cái mà con chưa có hiểu. Phật, thánh, thần, bồ tát, loài người của mình, cả quỷ luôn, đang sống lẫn lộn. Nhưng mà quỷ nó hiện hình, nó hóa thân rất là đẹp, đẹp trai, không có tóc, nhiều lắm, người phàm không có thấy. Chú Hùng thấy, mà chú Hùng cũng nói không được, nó cũng chẳng ai tin. Mình càng nói, mình càng không, tức là mình thấy sai mà mình không nói được. Mình chỉ nói mé mé, nói vậy thôi. Mình chỉ có thể đi đây thôi. Họ dùng cái dư luận để họ triệt phá. Con không tin, con qua bển mà sư phụ mình không ngồi đây, mình ngồi bển thêm một tháng nữa, bảo đảm trên mạng nó chửi sư phụ liền á. Mày muốn lấy chùa lại hả? Mày muốn đem cái đạo tà mày mà vô đây hả? Người ta đang tịnh độ, người ta đang tu tập để giảng sinh. Đại khái nó đủ chuyện nó nói. Bữa hổm mai mình nói rồi, mình nói tôi ở trên Thiên Long Sơn, tôi có núi, tôi không được lên núi. Tôi có cái chùa 18 triệu, tôi không được vô chùa. Tôi có quốc gia của tôi có quê hương của tôi không được về. Đó là ở đây nè, sư phụ á. Mà mình á, mà không nhịn họ đó, họ xuống địa ngục hết á. Là sư phụ từ bi thôi, chứ không phải sư phụ sợ họ đâu. Nhiều lắm, xung quanh sư phụ những cái người mà theo sư phụ hộ sư phụ á, đông lắm. Thiên ma nó đánh từ người, nó đánh mấy người hồi những cái năm đầu á, đánh ghê gớm lắm. Bây giờ nó hết đánh rồi, tới thời mấy con là hết yên tâm. Chứ những mười mấy năm đầu nó quấn ghê lắm, những cái người mà làm đắc lực cho chư Phật á, nó quấn kiểu này, nó quấn kiểu kia, nó quá ra phụ nữ đẹp, nó quá ra mấy Phật tử giỏi, nó làm náo động với chùa. Người ta mở chùa là mục đích là gì? Tâm từ bi mở chùa được không? Đã không màng tới tiền, cái chùa đó phải rẻ đâu con. Ví dụ như người mà còn sân hay còn tham á, bán cái chùa đó 18 triệu đi mua cái nhà đẹp hơn nữa, là lấy được vô túi 15-16 triệu rồi. Sao thưa ông làm đi, tôi đâu có ngu. Mấy quý vị ngồi đây,
thấy mình nói chuyện có hữu ích, hay là ngồi trong chùa cứ cờ gù cờ gật rồi cứ mặc áo chàng gặp ai cũng sáng mà trí không có sáng gì hết, thiền cũng cũng chẳng có định nữa, thiền chỉ mong cái đồng hồ nó kêu để mà đi restroom để đi ăn uống không à, phải không mấy con? Thiền là nó flow energy, khi flow energy cũng giống như người hút cái xì ke vậy đó, hút vô nó phê lâu thì cái thiền của mình nó có hiệu lực, thì nó ra được cái chất ở trên cái a lại giải thích, và đồng thời cái điểm thanh của sư phụ đây nè nó không có dòng linh, còn bên kia là chưa chắc, cái vị thầy đó không có lực mà nó cứ thoải mái. Mình nó tóm lại là dạy cho ma nhiều hơn con người, nói thì đụng chạm nó là thiệt đó. Mà giữa âm với dương mình phải biết gần nhau mình thấy khó chịu á thì mình đang ở quả địa cầu 88. Ở ngoài kia mấy vị cũng tính con số là dễ coi, chứ bây giờ mỗi lần nhớ mẹ Phật mẫu thánh thì mẹ trên mẹ coi cả ta cái vũ trụ này tam thiên đại thiên thế giới xa hàng mấy tỷ ánh sáng cái xa mà chấm cái GPS bay xuống trong vòng khoảng đầy nửa sát cành rồi đứng trước mặt này, nếu không con số ở trên mấy chữ Phật cũng lộn á, nên con số là cái quả địa cầu của mình để chứng minh mình we are not alone, we are live among with 3,000 cái hành tinh ngoài đó đó, mình không có phải sống một mình đâu, có những người ở những cái hành tinh rất là xa, rất là văn minh đầu thai vô. Ngày đầu tiên cái thằng Alon nó mở cái Tesla cách đây 10 phút ở cái hãng này á, là làm đồ cho nó, thời đó Tesla chưa có nổi tiếng, mới làm một cái chiếc xe đầu tiên mà kiểu mẫu á, là nó thiếu nợ vậy đó, chịu phải gây lộn với nó tại nó nghèo lắm, nó không có tiền, trời ơi, nó thiếu mình 90 ngày, mình có 50 nhân viên mỗi tháng phát lương chừng có mấy chục nghìn đô, mình không có tiền trả, mà nó làm xe nó thiếu mình 600 nghìn, mình nghĩ thử có phải là nó muốn cho mình phá sản không? Lúc đó quậy nó quá trời, hết 90 ngày nó không trả, tới 120 ngày nó cũng không trả, cái sùng quá không giao đồ cho nó, cho nguyên cái đám tụi nó đứng ngoài góc bên đây là khóc năn nỉ mày giao cho tao đi. Làm dữ lắm, bắt đầu nó trả thì giờ nó giàu ở quên ơn mình đó. Thằng Alon, Alon Musk chứ không phải là thiệt đó, nó biết chuyện mà quen ôi ôi. Hiện bây giờ nó làm cái space mà khắp thế giới á, cũng là hãng này làm đầu tiên cho nó cái internet, cái gì mà khó nhất là đưa mình hey, mày làm tao. Việt Nam bây giờ họ không có cái kinh tế, họ không có đường để phát triển, rồi bắt đầu họ mới tin theo thánh thần, mà Phật á, thần tiên hiện trước mặt nói chuyện họ không nghe, họ tin con chuột, họ tin con rắn, họ tin con trăng, hay là họ thậm chí con khỉ, con nào mà bò bàn thờ họ nghĩ cái này là thần linh á, họ lại thật sự mới là vong linh á, hay là cửu quyền nó nhập vô con rắn rồi bò lên bàn thờ. Rồi mỗi lần mà lễ hội mà bắt á, họ dành nhau để mà được blessing á, được cứu á, thì họ dành. Nhưng mà những cái thật như mình nè, theo thiên tâm đọc kinh ngồi thiền, họ không có chịu, nên nó hơi khó và hơi ảo một chút, không có thực tế. Họ tin Comathon, họ tin Lão Bang, họ tin Ngải, họ tin mấy cái đó, quẹt vô môi son, hung vô đại gia, cái đại gia đưa tiền ra liền thì họ tin. Giờ phong trào vậy đó, cho nên bây giờ mình nói lời thật, việc thật, chuyện thật, xảy ra thật, khó người hiểu. Con cá ông nó chỉ là một loài cá, tất cả những loài cá mà sống lâu năm chừng nào cũng giống con người mình, sống lâu năm chừng nào mình khôn chừng đó. Khi con cá nó mới lớn lên nó có thể ăn thịt mình, nhưng mà khi nó sống lâu năm nó biết loài người là ngồi loài hiền, nó cũng không ăn mình nữa, tùy theo mỗi con, chứ không phải ăn cá ông con nào cũng là thành đâu. Khi nó khôn
thì nó già nó chết. Thì mấy ngày xưa có những lúc mà thuyền của mình ra biển bị chìm thì con cá nó già thì nó có tánh khôn, cũng giống như bác già bác có kinh nghiệm, bác đâu có làm chuyện bậy như hồi còn trẻ đúng không, ăn chơi quá quá đáng bây giờ là hiền rồi. Thì bây giờ á bác chết, những người già chết không có phá nha, mấy đứa nít, mấy đứa con gái 18 tuổi mà đang yêu đương mà chết nó quậy vậy, tại vì nó chưa có đủ có thỏa mãn khi nó còn ở ở dương trần. Thì đó là cũng là lý do con cá con người nó đều là đi theo một cái tập khí vậy. Thì con cá ông già mà chứ mà nó thấy thuyền nhân nó cứu, thì nó cứu một lần thì người ta đồn ra thành ra thờ cá ông là vậy. Chứ thật sự khi mình thờ cá ông trong cái miếu ông, nhưng mà thật cá ông nó đã đi đầu thai mất tiêu rồi, nó cũng là một cái dâm linh thôi. Mà ngược lại biết bao nhiêu dâm linh mà chết bờ chết bụi tụ vô cái miếu đó, mỗi lần được cái bánh thì đâu phải cá ông nó ăn đâu, thì những con ma vòng vòng đó vô cái miếu đó đó ăn xong rồi cái nghe khấn cũng có dĩa xôi thôi mà khấn đủ thứ. Mong cho tôi thuyền ra khơi được đầy thuyền, mong cho tôi thuận buồm xuôi gió, mong đủ hết, có dĩa xôi với ba chung rượu đại khái. Cái mấy ma nó ngồi nó ăn xong cái nó ngồi cười, mày hố lộ tao có dĩa xôi, mày xin nhiều quá, thôi kệ cũng tội nghiệp, nhưng mà lần nào mày ra khơi mày cũng cúng tao thì kỳ này tao cho mày được mẻ hên quá, vô cúng tiếp. Cứ thế mà làm thì mình cứ nghĩ là con cá ông nó linh, nhưng mà thật sự không phải con cá ông mà là những con ma, những cái dâm linh đó đó tụ vô đó. Cho nên những cái miếu thờ, những cái nơi thờ phượng hay là bà chúa xứ, bà châu đốc, bà gì toàn là lấy đầu heo treo thịt chó không à. Nghĩa là mình nói cái tên gì đó nhưng thật sự không phải gì đó nha. Cũng như mình vô chùa cũng vậy, mình thấy Phật Thích Ca ngồi, nhưng mà những cái chùa á, ông thầy không có cái lực, Phật không có ngự ở chùa, không có ngự trong tượng đó, mà ma nó ngự. Rồi nó cũng cho chút xíu linh thiêng, khấn chút gì đó, thì mình tưởng đâu chùa đó linh. Ma nó cũng có lực của nó, nhưng mà mình nhìn thấy, mình điêu với nó, cũng giống như mình bắt tay làm ăn với nó. Mình coi là cái đoạn đường như thế nào, mình phải có cảm nhận là mình có bị xây sẵn hay không vô đó. Cái Phật trời á, chỉ có Thượng Đế với Phật Mẫu là có thể cho mình vào có, để thử cái lòng từ bi của mình. Còn ma quỷ hay là vong linh chỗ này chỗ kia, nó chỉ làm cho mình lucky một chút đó, rồi mình cứ nghĩ đó là thiệt, nhưng mà nó là giả. Mình sống sao mình chết như vậy. Hôm nay biết bác biết đạo Thiên Tâm thì bác chết là con của Thượng Đế, là biết Thiên Tâm. Còn hôm nay sống không có nhập đạo Thiên Tâm, không biết Thiên Tâm, bác chết bác cũng vẫn giữ nguyên vậy, bác không có thay đổi tình trạng. Trừ khi ngày nào mà con cháu trong gia đình nó thắng nó xin giùm rồi, rồi bác vừa thương con rồi vừa muốn theo Thiên Tâm thì lúc đó nó mới xin. Thì con ma Ấn Độ có ơi sorry con ma mà mỏ da đỏ này nè, nó không có những thân nhân của nó làm những cái chuyện đó. Trên lúc người sống của mình quan trọng với củ quyền của mình đó, mình hồi hướng mình cầu siêu gì đó là đều có hiệu lực chút á. Mấy con ma thích chùi mấy cái bóp sang lắm á. Mấy ma lúc đó nghèo, nó không có tiền mua bóp, nên thấy con đeo đồng hồ còn đó mà con vô nghĩa địa là nhảy vào bóp nó về. Nó thật, nó cũng thích đua đòi á. Bởi vì mình vô mấy cái shopping lớn á của Mỹ á, ma không à, tại nó đi tự tung tự tại, nhất là Las Vegas nha, mấy cái sòng bài rồi đó mình vô á là đầy trong đó ma luôn. Nó khiến cho người ta quýnh bài hoài là do ma nó khiến. Đầu tiên á mình ăn, để cho mình ăn để mình ghiền, cái hồi cái là mình thua. Chỗ nào có trượt có âm khí, con người không bao giờ tiến bộ nổi, nên nhớ kỹ. Không cần biết mình hên được bao nhiêu, mà phải có âm khí có trượt là chỉ có chết chắc thôi. Giờ mình nhìn thấy những con với những cái người mà luyện thiên linh cái hay là chơi bùa lão ban
hay là hại thầy này hại này kia, có bao con cái gia đình có giàu có không? Nhìn đi, cái gì cũng tạm thời á, tương lai học tiếng Việt không ạ? Nói về cái anh Cường quá thì cái đó phải hỏi lại những lớp tuổi trẻ đó, hiện bây giờ á nó có nghĩ cái gì, nó có hiểu sư phụ đang nói cái gì. Mấy vị nói Hoàng Sa Trường Sa đó, khi mà biến động sắp tới nè, vài tháng nữa nè, tự mình nó ra lấy á, tại Trung Cộng nó bạch tuộc, nó bị đau rồi nó rút dồi lại, nhưng mà cũng còn vài ngàn thằng ngoài đó mà không, không cầm che ra gượt nó sức mấy mở đi, thì mình phải tự lấy. Nếu không á, khi mà Liên Hợp Quốc mà nó ổn định lại, nó đâu có xử là của ai đâu. Thiên hạ thủ Duy Cường hôm nay. Còn cái chuyện nước Việt người ta có học tiếng Việt hay không á, là do Phật với Lạc. Ngài sẽ lỗi lạc, Ngài sẽ làm được. Trừ khi sau này có một trận đại hồng thị, cả cái nơi của mình ngồi đại hồng thị á, là cái fire ring á, cái dòng lửa của trái đất á, khi mà nó kích động lên, lúc đó sau chiến tranh thứ ba rồi, nhân loại sẽ trở bắt đầu. Hiện bây giờ mình đang chiến tranh là mầm móng của hòa bình. Hiện giờ mình đang tận thế là mầm móng của thượng quân. Hiện bây giờ mình đang khổ cực là mầm móng của thời vàng kim. Hiện bây giờ nước Việt đang cùng cực tận như cái xã hội của loài người, là đang mầm móng của sự trỗi lên của một cường quốc. Nên nhớ lời chuyện nói hôm nay. Thì trong tương lai Phật Di Lặc và Minh Vương, Ngài sẽ làm cái gì để cho thế giới nể Ngài? Đó là đạo, đó là thiên tâm. Một thằng tổng thống của Mỹ mà nói theo đạo thiên tâm, thằng tổng thống của Pháp, thằng tổng thống của Nga, sau này nó không còn chế vũ khí nữa nghe, mà chế spaceship. Tại UFO lúc đó nó sẽ dạy người Việt, tại vì Phật nó chỉ UFO mà. Mấy ông thần nói được. Thời ông Hitler á, nước Hitler nó mạnh mà nó đi chiếm thế giới Đức á, là nhờ UFO. Thì những tổng thống này nó theo đạo thiên tâm thì ok, tiếng Việt dễ học quá. Ta giấu lên thì mày ca lên, giấu xuống thì mày ca xuống. Chứ cái gì du du du, ông nội tức là ông nội, ông ngoại tức là ông ngoại, mày cái gì cũng du hết, dở quá, dẹp tiếng Mỹ, học tiếng Việt cho tao. Thì nói đạo thiên tâm, nó đi nói với dân nó, vị dân nó có dạy không? Vô trường học chỉ cần một thế hệ 10 năm thôi, tiếng Việt đầy thế giới liền. Huống hồ nó biết nước Việt là lập lên đạo thiên tâm. Và cuối cùng là ba cây nhang mà đích thân cho vụ phải khấn. Ba cây nhang mà khấn từ tay của Kiệt, cái thế giới này xây chuyển thay đổi theo á. Nói thì nó hơi nghe mạng nhưng mà thiệt đó nghe. Cái chân mệnh và cái sứ, cái chức vụ của thế gian á, hai cái khác nhau xa lắm. Một người con của Thượng Đế thì có Thiên Long Bát Bộ, có dạng thiên tướng đi theo, giờ nó khác hơn một người có phước mà làm cái chức đó một đời. Hai cái nó khác. Khi quốc gia đổi thành Thiên Việt, người Việt là 100 bộ lạc, giống từ thời vua Thần Nông. Mân Việt là người Quảng đó, người Đài Loan phải không? Rồi cái gì Bách Việt, Âu Việt, đóng Việt á, thì nước Việt sau này sẽ lấy Quảng Châu, Quảng Tây lại thành nước Việt. Nó thành bự rồi. Thằng Trung Quốc á, nó đi theo lịch sử nghìn năm, hết Tập Chấn Bình tới cháu nội Tập Chấn Bình nó cũng Nam tí. Thì nó cho cái chữ Nam á, thì thành cái nhỏ bé là một cái vùng xa xôi miền Nam. Còn mình muốn không bị đời con cháu mà bị lệ thuộc Nam Tiến của phía Bắc á, thì mình phải đổi tên. Tất cả con họ Thiên sau này là người ở Mỹ, người khắp thế giới. Mình cũng là người Việt. Cái chữ Nam nước hồi xưa là đời thời của nhà Lê nhà gì á, đổi thành Nam Việt. Sau này Pháp hay gì á, nó đổi thành Việt Nam, hay là vua của nước Tàu đó là Việt Nam. Cái chữ Nam là miền Nam, Nam Nam, An Nam, Mang Nam, tức là lục tổ là người Việt Nam mà cũng bị kỳ thị, cũng là chữ Nam đó. Mình không muốn Nam nữa. Mà hồi xưa cái đầu của mọi người nói lúc nào Bắc cũng chiếm miền Nam, tại vì Trung Cộng nó Bắc nó lấn xuống về Nam.
mình muốn không bị chữ nam mà bị ảnh hưởng bởi tinh tinh thần của những cái giống dân Trung Cộng mà nó nam tiếng, thì mình phải đổi lại thành là Thiên Việt, thì lúc đó là thế giới rồi. Tại vì họ thiên sau này có Thiên Biden, Thiên Trump, Thiên Putin. Đủ thiên hết đúng không? Đại khái một đống thiên. Rồi mình ở Mỹ mình là Thiên Kiệt nè, Thiên Nước Việt. Cái nghĩa là lúc đó nước Việt sẽ không còn bị nam tiếng của đó, phải đổi tên một quốc gia. Minh Dương sẽ đổi tên quốc gia. Có một điều cực kỳ quan trọng, hôm nay Việt nói thủ đô của nước Việt không phải Hà Nội. Hôm nay mình nói thủ đô của nước Việt là Hà Nội. Mà thì người Bắc thì họ nghĩ là vậy, họ nghĩ Kiệt là nói ảo. Kiệt 1000%, thủ đô nước Việt sau này sẽ miền Nam, sẽ là Sài Gòn. Tới vì Sài Gòn là một cái vùng kinh tế cực kỳ mạnh, chư Phật chư Bồ Tát đã cho miền Nam đầu thai thánh nhân vô đó nhiều rồi. À, thủ đô sẽ là Sài Gòn 1000000%, ai dám cá không? Hả? Ghi cá cho. Mình nói thì ở ngoài đó chửi mình á, nhưng mà Phan nó chửi nha mấy bạn. Chờ xem. Lời Việt nói xưa giờ nói tiên tri toàn thế giới là trúng 95% rồi. Chuyện nhỏ này không lẽ nó không trúng. Tại có một lần á, cái lúc đó Đức Thầy á chiều đem bản đồ nước Việt Nam xuống, cái bắt đầu cái lúc đó mọi người mới vẽ, cái đầu tiên vẽ trên giấy mà vẽ một cái vòng tròn á, nó có ba ngôi sao là Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Cái đầu nói thủ đô là Hà Nội, quý vị la liền, phải vẽ ở Sài Gòn hai vòng, thủ đô sau này sẽ là miền Nam. Đó là lời Phật nói, chẳng lẽ Phật đi nói láo mình? Kiệt chứ người lập lệ ngô với bạn ngoài Bắc, xin lỗi nha, so gì nha, mình xin lỗi. Đó là lời Phật nói, mình chỉ lập lệ thôi. Cho nên Thiên Long Sơn á, có bản đồ Việt Nam á, nó có hai dòng Sài Gòn á. Thì lúc đó nước Việt mới là cường quốc được. Tà không bao giờ thắng chánh, mình chỉ biết cái đó. Thời xưa đó, mình nhảy dù xuống, ông Trump ông nhảy sao? Mà xuống đây ổng làm tỷ phú, mình xuống đây mình đi bỏ báo ăn mày. Nó ngộ. Cái con làng hỏi cái gì sao kỳ vậy? Con bỏ báo ăn mày, nhưng mà cái lòng của con á, làm nhiêu tiền á, con cho ra. Ổng cũng còn chút tham sân si cổng á, còn mình đã sạch cái đó. Cũng cùng người nhảy dù xuống, cũng là trên trời xuống, ổng trên trời xuống. Thì từ đầu mình biết ổng là trên trời nhảy dù xuống, mình mới binh ổng, có nghĩa là binh theo mình, chứ Biden đâu phải. Hiện bây giờ đừng ai chơi stop là đúng nhất. Tại vì lúc mà ngũ hành mà đứng lại á, tất cả wifi internet không có liên lạc nhau được. Thế giới sẽ đi một đoạn thời gian để mà inactivate. Tiếng Việt Nam inactivate tất cả những cái nuclear, những cái gì mà chạm ra lửa, những cái radar, những cái máy bay mà không có hoạt động được, để mà thay đổi cái màn này á. Tiếng Việt Nam gọi là gì ta? Cúp điện đi hả? Ngưng động không? Thì tóc gì cũng chết, ai đánh là sạc nhiệt á. Rồi 2 năm trước mình có nói vụ này, mình nói kinh tế xuống là mình có nói trước. Ai mà coi hết từ mỗi cái clip 170 tới 74 này đi, nó có ngày có giờ trên đó, là chuyện của nó láo. Thì Kiều kêu ngưng, rồi đến lúc nào Kiều kêu đánh thì hả đánh. Tại vì mỗi tuần nó có tin tức trên trời mà, thì lúc đó kêu đánh thì cứ đánh lẹ lên. Hay chị đánh stop, chị đi đánh đánh bài với Phật đi, ngồi thiền đọc kinh. Cái quan trọng là nghe tin tức trên thiên đình á, mình biết được ngày mai mình có chết á, mình cũng vui nữa. Còn hơn là một đám người không biết nghe tin tức của thiên đình,
ngày mai vậy là đạt chết cũng biết ngờ chết. Con người mình chết mà biết lý do chết cũng cười nhắm mắt đúng không? À vậy là Phật có nhiều thôi, phải nghe thôi. À, có nhiều người chết nhảy bịch bịch cũng không biết ngờ chết. Có mấy thằng bạn cũ á, ê Kiệt, hồi mới vào Mỹ với mày học đại học, tao đâu có nghe mày nói tiếng Việt đâu, mày đâu có biết tiếng Việt. Thay là mày nói tiếng Việt. Ủa Phật mà, Phật muốn nói tiếng Việt thì mà cho mình nói tiếng Việt. Cái thằng lớp 4 dốt mà nói chuyện á, nó khác hơn thằng học hết lớp 12 tiếng Việt. Có một người mà đặt cái câu hỏi bự đi. Bây giờ á, bao nhiêu lịch sử nước Việt, chính chúa 12 đời vua, Chăm Bộ Lạc, rồi nước Việt từ ở sông Dương Tử rồi này nọ, chưa chắc mấy thằng lớp 12 biết. Tại sao nước Việt Nam hôm nay đã thay đổi theo Mỹ? Nhờ ai vậy? Ở trên nói là nhờ Kiệt á, mấy đại ca mình á. Nếu mà không có cái câu Trung Cộng chia 5 xẻ 7 thì họ đã nên chạy theo Trung Cộng hết rồi. Cái thằng này nó ngại nói Trung Cộng chia 5 xẻ 7, tôi phải coi lại. Bây giờ trúng thiệt, nó bậy trúng bạ nhiều lắm, quá trời bạ luôn, đúng không? Ừ, hồi xưa mấy người nói rồi Trung Cộng mạnh rồi thế lực này nọ, không, nó thế giới mắc nợ nó nghìn tỷ, nhưng mà có thằng khùng khùng nảy lên á, nó ảo sao không biết, mà ảo thành thiệt không à, không phải là ảo thuật nha, ảo này ảo của Phật, của trời, của Bồ Tát. Cho nên nước Việt mình được cứu là nhờ chư Phật che chở, để mà theo Mỹ trong tương lai, theo cộng đồng thế giới có tiếng nói tự do. Nước Việt mình bây giờ nó nhiều chuyện lạ xảy ra. Qua vụ xăng này là mình đã nói trước mấy tháng là xảy ra phải không? Tiền thành tiền giấy thấy rồi phải không? Có hết. Rồi bắt đầu đói. Chưa vậy chứ, ngày hôm qua Bình Dương là nó đói nổi loạn, quýnh nhau chết miết nhiều người. Tại cái nó không có đường đi á, người quản trí. Có một lần đang nằm trên núi Thiên Long Sơn, buổi trưa trời nóng quá, cái là ngủ, nằm hồi mát ngủ không, nó có ghế xanh xanh, nó nằm đã ngủ, vừa ngủ mà ông Sơn là ông kêu thái tử thức dậy, thức dậy giọt, mình đâu có biết, ông kêu mình thức, lên xe giọt vừa xuống tới chỗ mà cái hội trường nhàn vàng á, là thấy một đống dân chơi nó chạy lên, tại lúc đó nằm có một mình à. Cho nên từ bi á, mình nói không có kẻ thù, với thật sự từ bi chừng nào á, kẻ thù cũng nhiều á, tại vì con cháu ma quỷ á, nó không, nó nghe những cái lời Việt nói nó chướng lỗ tai lắm, nó sốc, nó chịu không có nổi, nó nói á, Việt Nam sẽ biến chất thay đổi, nó đâu có chịu. Nó muốn thần dưới thần sao mãi mãi, nó lo phần nó thôi, 100 triệu dân sao nó đâu có ngó tới đâu, thì nó đâu có ưa mình. Rồi á, mấy người giàu có ở đây một cách á, đóng góp cho cộng đồng cũng không có, toàn là đại diện cộng đồng, dùng danh nghĩa cộng đồng đi xin tiền của Mỹ thì có. Còn Kiệt này làm gì cho cộng đồng, toàn là tiền túi, tiền saving của mình không á. Mấy chục triệu mua núi Thiên Long Sơn, biết bao nhiêu triệu mua đất chỗ này kia, đó là sự thật. Làm chùa, làm tùm lum cho cộng đồng, cho con cháu người Việt của mình, cho mai hậu, mai sau nó có phong tục. Là từ tiền saving cả đời người, chứ là không có xin ai đồng nào hết. 6 số 0, không danh, không lợi, không vận động gây quỹ, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào. Gần đây á, thằng Trần Nhật Phong á, mình đâu có liên hệ gì với thằng này. Nó chẳng qua nó Houston, cái miệng nó rộng, nó quen nhiều người, thì nó tìm được miếng đất, thì nó chỉ mình mua, chỉ có mắc nợ nó là nó chỉ chỗ đó, chỗ này tôi thấy chỗ này bán được á, gần Houston, that's it, chứ không có liên hệ gì hết. Vậy mà cái nhiều người cũng tưởng là mình liên hệ, không, ra chiến trường, ra trên truyền thông công cộng, hồn ai nấy dữ. Chuyện này chơi có ông mình, chẳng có chơi với cộng đồng Bắc Cali, chẳng có chơi với cộng đồng Nam Cali, cũng chẳng có chơi với cộng đồng Houston. Cái nồi cháo heo là ở đây, cái đậu hũ là miền Nam Cali, cái hũ tương là bên Houston. Mình chơi solo một mình, không chơi bất kỳ ai hết.
làm việc là một mình, 10 chiến sĩ âm thầm một mình. Vậy mà cũng còn nhiều người xỉa xói nữa, không biết làm sao nói. Tiền cũng tiền của một mình, chẳng xin ai. Ừ. Người hùng thì không dám nè bác. Ừ. Nếu mà nó biết con là có máu anh hùng á, nó không có tới để kiếm chuyện với con đâu. Con mà không có máu từ bi á, con bỏ 1 triệu thôi, thằng nào kiếm chuyện với con á, luật sư đánh nó cũng chết. Đụng ai đụng, đừng có đụng mấy người có tiền. Cái bà rồng lửa đó, bà vào ra khỏi tù á, những cái người mà kiếm chuyện với bà mệt lắm. Bà về được Canada rồi á, bà mướn luật sư dòng nước quậy cho tụi nó. Tiền của tao mày quậy cho nó đã đi, cái người đó cũng chết nữa đó. Ở Mỹ này nó đã có cái đó rồi. Lâu lâu tôi qua, tôi nói chuyện với ông Thổ Địa. Ông ở đó, ông coi tất cả tiểu bang Houston, mấy vị thần ở đó. Ngày đầu tiên tôi mua đất, tôi ở Cali, tôi chưa từng nhìn cục đất, nhưng mà tôi biết hết cục đất. Và tôi biết được tương lai cục đất. Ông thần, ông nói là hàng sau này hàng tỷ người kéo về đó. Thì mới sáng tôi cũng nói chuyện với ông. Thì ông lo hết trong vòng mấy trăm cây số, trong vòng Houston là quản lý của ông, là lệnh của cha là thượng đế. Ông có một đống quân tướng của ông riêng. Thì hôm qua lâu lâu qua đãi ông, sáng giờ ông nói mừng quá, ngày qua mấy trăm năm nay không ai biết tới tôi, không ai chiếu cố tới tôi. Nếu mà anh ngon á, tôi xin cho ông cái miếu. Ông ở cái gốc cây, tôi có chụp hình gốc cây gửi lên, nó là chân của ổng ngay bờ sông. Mỗi lần tới mấy con cá nó nhảy đung đung đùng là nó mừng á. Cái mình hứa ổng hay để tôi làm cho ông cái dinh nha, mà chưa, bữa giờ chưa có làm. Với tôi mình sẽ làm 3 cái nhà để cho khi nước ngập lên á, mình cũng giống như nhà mọi vậy đó, mình lên cho nó mình ngồi mình chơi được. Rồi ổng hồi sáng ổng nói là đông người. Có một số người trong cái nhóm hôm qua kia phóng quế nghe, đi tiểu trong gốc cây bậy bạ. Cái mày mới nói xin lỗi ngài nha, tại tôi chưa có nhà vệ sinh, tại vì mấy bác lớn tuổi đi theo rồi mất tiểu rồi thấy bà mấy cái lùm á, ổng thích. Thì trong đó mình đang thiếu cái restroom, thiếu cái miếu của ổng, cái đó là cái căn bản trước tiên. Còn tượng thượng đế tượng Phật tôi đã đặt rồi, cả năm mới về. Thì bữa giờ cũng 4-5 tháng đang đục đang đẻo. Cái tiền mình mua up to today, cái mảnh đất 100 mẫu là ngay đây, thì là thật sự mà nói có trời làm chứng 1,5 triệu cộng giấy tờ này nọ, coi như 1,50,000 60,000 đi. Cái bây giờ tự nhiên bán cái bên là mình muốn mua luôn. Cái giờ qua đang nỉ vòng vòng mấy thằng vòng vòng bán như cục ở đây, cục đây thì nhỏ đó mình sẽ làm lán hết. Bữa giờ gần 2 triệu tiền mặt, chưa xây gì. Mình định xây một cái building khoảng 30,000 square feet để làm một cái convention trong đó, như là chỗ mình tập lại Tết, rồi mình ngăn ra mình thờ cúng bên, đời bên, đạo bên, rồi mình đặt tượng mấy vị anh hùng của mình, đúng không? Cỡ gần 15-20 triệu á. Mà phần của Kiệt chỉ lo là miếng đất, phần của Kiệt chỉ lo là tượng của thượng đế với Phật mẫu với mấy vị Phật. Còn phần của những cái người nào mà hiểu Kiệt làm cái gì, mà muốn góp sức cho lưu truyền năm cho hậu thế, thì cái việc nhào vô, tôi nghĩ anh cũng có phần á. Tôi nhìn tôi thấy rồi, anh dạo mà, cho nên anh gơ anh chung sức với tôi đi. Yeah. Không, để tôi nói công thức. Nghe mình tôi nói nghe, đừng có nghe mấy cái channel nào khác hay nghe người khác. Ít miệng tôi nói, đó là đinh đóng cột. Cái đó là một cái non-profit làm chủ. Cái non-profit nó sẽ có cái ban điều hành trong đó ít nhất 12 người. Rồi nó sẽ sắp ly lại. Thí dụ như anh phát tâm một cái quán cơm chai trong đó, cái non-profit sẽ sắp ly lại, anh sẽ mướn mảnh đất trong đó, thí dụ như 5,000 square feet anh xây cái nhà ở trong đó thì 1 đồng, tại non-profit không có tính tiền. Nhưng luật sư nó thảo ra đó là quán cơm chai của anh Mắc Kiến đi, anh là anh Mắc Kiến đi,
sẽ ký với cái bất vụ lợi này 100 năm làm để phục vụ cộng đồng, nhưng anh cũng phải lấy một chút tiền để anh không bị mất vốn. Nhưng mà anh lại có chinh ở trong đó là một người thiện nguyện. Thí dụ gặp một người có máu cải lương, ok, tôi muốn mở một cái lịch sử cải lương trong đó thì cũng công thức y chang. Thì những cái tượng gì trong cải lương hay những cái gì mà của cải lương á, họ có quyền dùng cái đó là EBC cải lương ở trong khu đất như Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, mở ra cái này xin gây quỹ cộng đồng. Nhưng mà cái ban ở trên cái ly á, một đồng á, của 100 năm á, phải coi hai cái này chừng 10 triệu thôi, tại sao mày đi xin cả 100 triệu mày xin hoài vậy? Có nghĩa là mày lạm dụng của miếng đất thì lại là người ta phải nói chuyện là không được. Nhưng mà xin là phải xin riêng cái tên ABC cả lương, chứ không phải dùng là Houston đi xin, Kiệt Ngô xin hay là Thiên Long Sơn xin. Kiệt Ngô này chưa từng xin tiền ai, tại một đời này Kiệt sẽ về trời, không có muốn mắc nợ thế gian đâu. Nhưng mà trong đó là của cộng đồng. Phật nói á, cha mẹ nó dạy á, nó phải nhiều bàn tay góp vô, nhiều người có phước vô thì cái miếng đất mới là con cháu của người Việt lưu vong. Con người em bây giờ không có cần tiền, nhưng mà cái danh dự và cái tiếng tăm của em đưa một người tầm bậy vô đó, nó vô á, thí dụ như em đưa Hoàng Duy Hùng vô hay là em đưa Hoàng Kiều vô, ổng tối ngày ổng mở xô gái nhảy đầm chổng, nó đâu có còn thượng đế với Phật trong đó nữa. Nó phải cùng gọi là cùng chí hướng, lo cho tương lai con cháu mình, để cho nó có thành tài ở Mỹ để nó về nó giúp nước. Mục đích của mình là vậy, để cho anh đừng có quên cái nguồn gốc của người Việt của mình, tiếng Việt của mình. Trong đó sẽ có cái trường Việt Nam á. Ở Việt Nam á, anh đừng có nghĩ là tất cả đều bị nhòi sọ hết. Trong đó có hàng chục triệu nhân tài là ở dạng tuổi, tuy là họ sanh sau 75 nhưng mà hôm nay họ thức tỉnh, trí thức cũng có, họ đang âm thầm. Họ cũng giống như những người đang chờ ai, chờ chúng ta, chờ 6 triệu đứa chim hiền để về nối lại cánh. Bây giờ một đàn cò bị tách lạc ra, vẫy rồng tạm tách làm đôi mà. Ở đó bài thơ của Thánh Mẫu Lữ Hạnh nói, thì phân nửa ra 6 triệu qua Mỹ, 6 triệu còn ở bển. Thì ở bển người ta là một cái lực lượng chính, những trí thức ở Việt Nam đang còn ở bển là chính. Họ sẽ đứng lên, họ sẽ làm lại. Và đồng thời họ học rất là lẹ. Họ lấy giống như Philippines nha. Tự nhiên Mỹ á, là lập ra là tam quyền thân lập, là một bộ luật đầy của người ta đã biết bao nhiêu cả nghìn luật sư soạn ra. Mấy ông nội chỉ cần copy download xuống một cái về làm y chang. Cho nên cái hệ thống mà của Phi đó y chang của Mỹ. Việt Nam mình á, mà nếu mà khôn á, chỉ cần để cái con USB á, copy vô một cái làm y chang đi, bingo. Cả cái chuyện xây cất, cả chuyện đường xá, hạ tầng cơ sở, nó đâu còn sổ đỏ nữa. Cái hãng này nó nằm trong cái nguồn máy mà di mạch rất là cực kỳ quan trọng. Nó làm cho Intel á, nó làm cho Samsung điện thoại này á, nó làm cho Apple á. Cho nên tôi là nằm trong cái nguồn máy. Tôi là người Việt Nam duy nhất trong mấy chục năm nay đi họp CEO với người Mỹ. Người Mỹ, người Nhật, người Nam Hàn. Không có một thằng Việt Nam thứ hai. Không có thằng Ấn Độ luôn. Cái thằng này mà đi vô Việt Nam á, hàng ngàn công ty di mạch nó vô theo. Là tự vì có lòng tin tôi đang giữ 5.000 cái IP của Mỹ. Cái đầu này nè đang giữ 5.000. Công nhân của tôi đang có. Anh ra làm sao anh coi đi. Cái hãng này hãng phụ nha, tôi có mấy hãng chính. Chuyện nó không có phải như người ta nghĩ, người Mỹ nó khôn lắm. Cái IP, cái người mà nó tin tưởng, chứ không phải là cái vốn hay là cái có một lần Samsung nó nói ok, tao bỏ 200 triệu, tao mở cái hãng giống như Kiệt, mấy thằng Mỹ nó không cho liền. Anh biết cái lý lịch tôi mà đường đi nước bước tôi á, FBI CIA nó theo dõi á. Tôi nói tôi khác hơn Trung Cộng á. Hãng tôi có một lần tôi làm cho hãng Maxxon, tôi nói tên luôn, nó nằm ngang đây, một năm 12-13 triệu. Tôi lên mạng mà tôi không có sợ, tôi nói thật. Tại mình nói thật, mình không có bằng chứng, mình không có sợ. Nhân viên tôi đang làm một năm 12-13 triệu, tức là một tháng tôi làm 1 triệu mấy. Đùng một lúc
cái tập đoàn ở bên Thượng Hải nó qua nó mua hãng Maxin. Maxin nằm ngang đường này nè, hiện giờ nó cũng đang hoạt động. Ở đây có những người biết á, Maxin Technology. Thì ngay lập tức bữa tối đó tôi đang với thằng CEO mới, nó là người Trung Quốc. Ta nói á, ta cho mày 2 tuần lễ, ta cancel hết tất cả PO của mày, tao không muốn làm ăn với mày nữa. Nó đứng lên nó giận nó chửi, cái nó gãi thơ hết tất cả những CEO, tại vì những thằng CEO mà hai tách á là quen nhau hết. Cái mặt tôi á, người Việt Nam có không rời gì, nhưng người Mỹ nghe tên tôi rất là nể. Từ bàn tay trắng 10.000 đô tới ngày hôm nay, thì thằng Tàu này á, nó chơi xấu, nó gửi hết để đánh bôi nhỏ tên tôi, nó thằng Kiệt á, kỳ thị nó này nọ. Nó tao không phải, tao làm cho Maxin gần mười mấy 20 năm nay, nhưng mà hôm nay Maxin thuộc về của tập đoàn Thượng Hải là của Trung Cộng. Tao có lòng dân tộc của tao, mày lấy Hoàng Sa Trường Sa của tao, tao không thích làm cho Trung Cộng. Mấy thằng nhân công tôi nó chửi, tại sao anh ngu quá, anh không có anh bỏ mười mấy triệu, tao làm tiền để tao lo cho nước tao, nhưng mà nó lấy nước tao mắc mớ, tao phải làm mọi cho nó. Một, tôi nói thật, anh đi hỏi 500 thằng nhân công tôi đi, có chuyện này không? Có đó. Tôi anh hùng lắm á. Đừng có tưởng mười mấy triệu đấy tôi là lớn, mà mười mấy triệu nó mỗi năm nha, rồi nó tăng lên nữa. Tôi nói tôi gửi bài nó là bài bài, tôi không có ngại. Tôi chỉ đem những cái mối liên hệ với tôi chơi từ ở trong quốc hội, tôi chơi từ những người chính trị lớn của Mỹ, thì anh thấy rồi đó. Thì tôi chỉ nói một người hai người, cái ngành di hai thác này Alon cũng quen tôi. Tất cả những người này nó rất, nó tin nước Mỹ là lớn nhưng rất là nhỏ. Nó không có giống Việt Nam mình đem mấy ông bầu ra xào bột hết. Ai là ai nuôi 100 triệu người. Chẳng lẽ giờ Mỹ này nó đi điên, nó đem thằng Mark Zuckerberg, Facebook, Elon, rồi Bill Gates nó đem nó luộc hết. Nước Mỹ này giàu là do những người có tài. 1 triệu người, chỉ cần một người có tài có thể nuôi 10 triệu người. Nhưng mà Việt Nam mình có nghĩ ra được vậy không? Bây giờ trong một cái quần chúng 1 tỷ người, có 1 tỷ cái idea, nhưng chỉ có một cái sáng kiến của người trên thiên gọi là sức thế gian thôi, sẽ thay đổi toàn bộ thế giới á. Ông Einstein á, Elon Musk á, chỉ cần một người thông minh của cõi trời thôi sẽ đưa nước Việt thành cường quốc trong vòng 3 năm. Có cách á, tự người ta chưa làm thôi. Còn hôm nay nước Việt, ai mấy vị có làm kiệt họp bề trên, cái mấy vị mới ngồi than với Kiệt, mấy vị trên trời á, mình không nói tên nha, mình họp toàn là trên trời không à, người dưới đất cũng có họp. Cái mấy vị mới nói á, thế gian này không có gì khủng khiếp và tàn khốc bằng của chế độ cộng sản để lại, đó là nước Việt. Tài nguyên không có, chủ quyền Việt Nam không có, biển cũng không có, miền Trung đâu có đánh cá được, rừng cây cũng đốn hết. Cái quan trọng nhất là gì? Cái đạo đức không còn, cái não không còn, cái đó mới là quan trọng. Muốn tạo lại cái não mà đàng hoàng á, để đi đâu mà người ta kính nể á, không phải qua dịch cái là ăn cắp ăn trộm mà vô siêu thị người ta cái làm này kia. Một người Việt không cần biết ở ngoài Bắc hay là tỉnh nào, Hải Phòng hay là Hà Tĩnh gì, nó cũng là người Việt, cũng là con rồng cháu tiên anh em với mình. Nó làm xấu mình đây mình cũng buồn lây á, đúng không? Mấy anh có thấy vậy không? Mình không thể nói họ là khác mình nha, giống nhau. Là phải lấy ít nhất 10 tới mấy chục năm sau, mình mấy đứa nhỏ sau này á, nó có đạo đức. Đó là tại sao Đức Thầy với chư Phật cho 6 triệu chim hiền ra đi năm 75, đi bằng máy bay của Mỹ, đi bằng trục thăng, rồi đi vượt biên xuồng con, đi bộ, rồi tới đi ODB, rồi tới đi HO, rồi đi bảo lãnh, rồi đi đủ kiểu đi, rồi sau này đi nữa. Thì mình ngồi đây
không phải là ngồi chơi. Con mình không phải là đồ bở, chỉ học xong đại học rồi đi làm một cái chót. Nó có bổn phận phải quay về quê hương á. Bây giờ Việt Nam cưới vợ Việt á, những đứa ở vùng xa xôi của Mỹ, tiểu bang Mỹ, nó cưới vợ Mỹ nghe nói tiếng Mỹ không, nó quên nó người Việt. Hey, khi nào tóc mày mà ra màu vàng á, mày mới người Mỹ nghe. Mà giờ nói nó người Việt mà nó ở mình lẻ loi, nó nói nó Mỹ. Không phải, mắt mày đen thui đâu có xanh đâu. Thằng Do Thái nó lưu lạc 2000 năm, nó còn giữ được quê hương của nó. Là vì tại sao? Là vì Chúa chịu trận ba cái đinh ở bên nước nó. Nó bị gọi là lầm lỗi. Thì nó biết lỗi, nó sửa lỗi. Cho nên nó vẫn giàu, vẫn khôn, vẫn giữ cái nền văn hóa. Nó hôm nay lập quốc, cái thành trường quốc lại. Người Việt Nam mình, Phật, Thánh Tiên lập ba cái đạo ở miền Nam. Thánh nhân ra đời, Đức Thầy ra đời, rồi cao đài một thế giới mà ba đạo, là để cho thời kỳ tận thế này, để cho một vị thánh nhân xuất hiện ở miền Nam, để đưa nước Việt lên thành cường quốc. Cung vàng, điện ngọc, ngõ vàng nó có thiệt á, không phải là Đức Thầy nói không có đâu. Một cái quốc gia tàn khốc để lại, thành một gia hùng cường trong vòng một thời gian ngắn, người thường không làm nổi. Chỉ có Phật Thánh Tiên mới làm nổi. Hôm nay những người mà đi nghịch ý trời á, là những người đó đó, là chẳng khác nào á, là đâm đầu vô đá bị thử. Mình chết một mình không sao. Con của mình, bao nhiêu tiền sân chức sân sao hối lộ của mình cũng đi theo. Phật trời rất từ bi, không có cho trả thù. Các chi vị thường hợp với chuyện đó nói á, sau này nước Việt khi Đức Thầy xuất hiện, lấy ân báo oán. Ai xả nghiệp thì cứ xả, không ai sống qua 100 tuổi thì có người thường không có được xử nhau để lục nhân quả. Nhưng có những người gọi là cương nghì á, cứng cổ lì á, thì những người đó đó sẽ mệt á. 3 năm nay cũng mệt á, nãy giờ nói chuyện cũng hơi mệt á. Mà không nghe nữa. Mình là bây giờ chỉ còn ở trần quần cục, không còn cái gì để giấu. Vì nó quá đến lúc thời trọng đại. Tính theo trăng chứ không phải tính theo mặt trời đâu. Cái mặt trăng mặt trời khác đúng không? Mặt trăng nó nhỏ vậy, nó quay lôi lẹ lắm. Mặt trời quay lâu, cái này tính theo mặt trăng á. Coi đi, mới hồi bữa hôm 2 tháng trước, mấy vị bảo chuyện con báo đầu không? Việt Nam chuẩn bị gạo nha con, Việt Nam chuẩn bị xăng dầu nha con, Việt Nam chuẩn bị tiền thành giấy nha con. Thì mới có 2 tháng này 8 tầng. Chẳng qua con người Việt Nam quá khổ. Mấy đứa nhỏ nó không có lưu tâm đến cái chuyện trời Phật, nó chỉ lưu tâm đến cái chuyện vui vẻ với ăn chơi với chén cơm bỏ bụng thôi. Còn chuyện trời Phật nó bỏ bên. Đó là lý do tại sao các chư vị sợ. Sợ là gì? Sợ Phật Thánh Tiên mà hạ phàm hơi muộn á, nước Việt sẽ thành đồ đồng, đồ đá, sẽ thành zombie hết á. Sẽ giống như Bắc Hàn vậy đó. Kim Nhân Ủa nói 3 tuổi biết lái xe, cầm cục đá chọi cái là phi thuyền của Mỹ rớt. Vậy mà nó tin. Hamburger á, là do Kim Nhân Ủa là người chế ra hamburger. Bắc Hàn nhớ tin vậy đó. Rồi á, kêu làm gì nó khóc cà hụ. Tướng cũng ôm mặt khóc mà khóc chảy nước mắt thiệt. Việt Nam mình sắp thành như vậy rồi đó. Cũng may là Đức Thầy với chư Phật thương nước Việt mới cho chúng ta ngồi ngoài này. Chứ mình mà không có 6 triệu người hải ngoại, nước Việt mình nội mà 9995 á, với cộng với bảng vàng 18 chữ đỏ gì đó, với hội thành đô gì đó, là mất nước lâu rồi. Và đó là xả nghiệp nhưng mà cũng chưa có xả hết. Hôm nay nghiệp cũng sắp xả xong, nước Việt sắp sửa thay đổi để hợp thời hợp cảnh, để đưa 6 triệu chim hiền về nước. Lúc đó cái phi trường Tân Sơn Nhất á, cũng không có đủ mà để tiếp nữa. Hãy mở phi trường Long Thành ra lẹ lẹ lên.
Một ngày á, ít nhất cũng 5-7 chuyến bay bay về. Mà loại Boeing mà A380 á, nó chở bằng 700 người đúng không? Mỗi ngày mà đáp xuống chừng 10 chiếc vô. Nãy giờ nói chuyện thấy có gì sai không mấy bác? Mấy anh chị? Chưa thấy gì. Ok phải không? Dạ, cái bển nghe không ok. Tao đang ở bển, kinh tế đang tăng trưởng GDP lên 8%. Bữa nay thị trường chứng khoán Sài Gòn đang tăng dù dù. Đất Sài Gòn đang bán sắp sửa lên gấp đôi. Thị trường chứng khoán Hà Nội đang lên. Mà nghe thằng này nói sao mà đi ngược hết trơn. Ngược hết trúng á. Con ngồi đây á, trong Tam Đại Tạng Kinh cũng có nói có. Xuống thế gian này cơ vận đi hàng nghìn năm, là nói thời nay là có. Tức là mình á, là một giấc mộng. Cho nên tại sao á, là mấy vị nói là thiên cơ á, là không có sai. Chỉ con người của mình á, đang gọi là u mê á, chạy theo này chạy theo kia, cho nên mình mới không có hiểu. Đức Thầy chưa xuất hiện á, thì con còn ngồi đây gặp bác. Con chỉ biết được cái hãng này là giống như thao trường vật võ, là mới có đào cái móng để xây cái nhà lầu. Có nghĩa là trong này nó có 500-700 thằng mỗi tháng phát lương 2-3 triệu đô. Đầu trâu mặt ngựa. Tụi nó thiếu đồng bạc lên nó gõ cửa ở văn phòng, đúng không? Rồi hai anh em ruột thả vô một cái khu mà chài với nhám, ngồi cũng quýnh lộn. Cái tâm con người nó đủ thứ màu sắc đó. Nó hơn thua nhau từ câu nói, từ chút. Chỉ ngó nhau thôi là nó sực rồi. Thằng nào mà vô hâm mai cầu quê mà hâm lâu cũng bị chửi. Cái gì cũng mát hết. Nó là một cái bộ chính trị cực kỳ khó khăn để điều hành cái hãng. Nó đâu phải là một đống người trí thức như kiểu ông Trump nói xuống là người ta làm rụp rụp. Làm vua, làm tổng thống còn dễ hơn làm chủ cái hãng này á. Bắt tin không? Thiệt á. Tại vì mấy cái kia không phát lương là ngăn cố chưa có ấy. Mấy thằng bộ trưởng hay là mấy thằng thống đốc còn có thể ok, tại vì ngăn cố. Còn cái này á, thằng Ngô Tuấn Kiệt mà không phát lương đó, một giờ á, mấy thằng mễ nó xếp hàng á, là mấy trăm thằng. Tại vì nó lấy tiền là nó đi cash liền tại chỗ. Nó không có như người mình, nó xài theo á, nó đổi tiền gì ngộ lắm. Mà bữa nào người ta chậm chút là chết với nó. Có những lúc á, khách hàng trả tiền vô trễ, mình đi deposit chưa kịp, nó ra đổi liền tại chỗ. Trời ơi, nó vô nó chửi nó nghỉ liền. Hả? Ngộ khó lắm. Là chỗ thao trường vợt võ là chỗ này nè. Làm chủ đi thử rồi biết. Ai muốn vô không? Tôi nhượng ghế cho ngồi. Khó lắm. Đó mình nói chuyện nhỏ nha, còn nói chuyện lớn. Cả Thiên Long Sơn, quý vị thường nói, đúng ra Thiên Long Sơn sẽ bị đóng cửa rồi luôn. Tại vì bề trên nói cha đang tính là Thiên Long Sơn là nơi là cũng là gọi là đào bãi móng, thao dược vỏ đó. Mình phải luyện vỏ coi gươm nó bị lục sao á, không gươm phải bén không xét á, thì mới đóng cửa, mới để cho mấy cái thằng ma quỷ dưới này nè, nó muốn hoành hành gì nó hoành. Cái sau này á, Kiệt mới thương dân cộng đồng, thương chúng sanh ở vùng này. Nó năn nỉ con vừa lo được núi cấm, mấy vị nói là núi cấm là chính, Thiên Long Sơn là phụ. Rồi cái mới năn nỉ con lo được hai bên. Hồi xưa kia không có nhận đệ tử, hôm nay mấy người comment nói, ê bây giờ anh xin sư phụ anh đệ tử anh ngon quá ha. Ê có lý do đó nghe. Không nhận đệ tử ai bảo quản Thiên Long Sơn để Kiệt đi làm chuyện thiệt. Mấy giờ chuyện giả không, cái này giả, Thiên Long Sơn vẫn là giả. Việt Nam mới là chính, mấy vị mới nói. Thì lúc đó bên trên mới cho nhận mớ đệ tử, để mà sau này Kiệt đi để biết cách để mà lo phụ trên núi. Đó là có lý do. Chứ cả chỗ này cơ xưởng hay là núi
đều là cái móng để mà xây nhà lầu của nước Việt. Đó là cơ trời vậy đó. Mà mình xây được hay không á là coi có cho mình xây hay không. Kiệt chỉ biết một đời này Kiệt không còn trở lại thế gian nữa, cho nên gán làm cho xong. Kinh mẹ có nói mà, ai đọc kinh Thiên Tâm, kinh Thiên Mẫu có nói đó, mẹ sẽ ban hồng ân kim thân về đoàn tụ gia đình gì đó. Xuống đây 90.000 năm rồi mà mẹ nói chuyện á, kinh Thiên Mẫu có nói. Cũng lúc thời mới mua cái núi thì ở trên mấy chư Phật nói, mấy chư vị nói cái núi để mà quy tụ những đứa con thiên để mà quay về để mà lập hội Long Hoa. Chắc có ông này á lập hội Long Hoa nhân tài thế giới để về lập hội Long Hoa cùng với Đức Quỳnh Phú Sổ. Thì không có cái núi mình đã quy tụ tới ngày hôm nay. Mà cái chuyện mà mua cái núi nó khổ lắm. Thời đó đó mình bị mấy tụi Mỹ kỳ thị, hãng xưởng làm sụp sệ. Mua cái núi á là 1 triệu. Đầu tiên 30 mẫu đất đầu tiên nha, mua của cái ông tên là Nguyễn Văn Bình, kêu ra đổ 10 bằng cậu ruột. Cái núi original 30 mẫu, giàu đó, ông giàu khủng khiếp. Tiền của ông để ông tủ vậy nè. Trời, con có đổ 10 mà đâu phải, cháu đổ 10 đâu phải vừa tỷ phú mà. Rồi cái ông mua cục đất này làm sao không biết, mà cái lúc đó ông cứ bán hoài không ai mua, ông đăng hoài cả năm trời không ai mua. Cái ông biết mình hiền hiền thích làm, lúc đó là cúng dường cái chùa này rồi, thì ông mới gọi hay Kiệt mà mua đất này em bán chịu cho nó, em không có tiền, em có cái chùa là đủ rồi. Thời đầu tiên là vậy. Cái lúc đó mình đang Việt Nam, ổng cứ gọi hoài, ổng năn nỉ bán cái đất đó, bán cái đất Tiên Sơn mình đó. Cái cuối cùng chịu không nổi ổng gọi. Cái ok rồi anh bán chịu, cái ông làm giấy bán chịu 3 năm không tính tiền lời. Đầu tiên là ổng hứa là không tính tiền lời nghe. Đấy mình nói mình đâu chịu mua đâu. Mình xong mua rồi. Kêu là ổng mới tính tiền lời, tức là đồng ý xong rồi ổng đổi ý, tính tiền lời cũng ok. Vừa mua được xong cái cục đất cũng chưa có xây gì, cũng chưa có tượng, chưa gì hết, quang du lắm. Sau đó đó có tiền nhiêu thì xây cầu thang đi lên. Bây giờ mình thấy có tiền nhiêu đổ cái đường driveway. Cái đường driveway á thời đó đó nó tính là một square feet á, mà đổ dày 11 inch á là khoảng 8 đô, bây giờ là khoảng 15 16 đô, nó không đổ nữa. Mà hãng này hãng kia kìa, làm tiền lúc nào á cứ xin mỗi cô thư ký từng xin 40.000 để trả tiền xi măng cho mấy anh mở, tại nó mỗi từng nó đổ, mỗi đổ mà có từng ở trong hãng không có phát lương, mấy anh mở thì phải lấy tiền liền, lấy tiền mặt không à. Mà đổ con đường vậy á cực khổ lắm, chi chút đổ qua đổ về, lấy đầu heo nấu cháo làm đủ thứ hết. Mà từng nào làm á tới mấy cô thư ký cổ quải con nghĩ hết, có bao nhiêu tiền anh đi đổ xi măng hết. Mua nhôm với trả nhân viên không lo, chưa tính đó phần đó mình không nói nhiều nha. Mình đang nói cái phần ông Bình này nè, ông ác cực kỳ. Mình làm cầu thang lên, mình để tượng Phật đồ rồi, cái ông lên ông thấy đẹp, cái ông muốn đổi ý, muốn giật lại. Cái ông ngồi ông canh, còn ở chừng khoảng 4 tuần lễ nữa là hết cái hạn là 3 năm á. Cái lúc đó chạy đông chạy tây đi mượn tiền, người này mượn tiền người kia, trong đó có mượn tiền là chị Đoan Lê á, CBA đây nè, chị biết phải không? Hỏi bữa là chị hỏi bà, em nói là thiệt. Cái bà hứa cho đã thì chắc bà đổi ý không cho. Trời ơi chết tôi, ông Bình ông lấy đất lại rồi, mẹ tôi cha tôi đứng trên đó rồi làm sao. Cái có ngày buồn quá, gần tới ngày cái mẹ hiện về, con gắng lo trả con Phật mẫu. Mẹ mình đó, rồi mấy vị chư Phật rồi cũng nói, con mà không trả tiền cho họ là phiền lắm á, Phật mà còn lo nữa. Thôi anh bắt ơi, cái này. Cái lúc đó quýnh quá không biết làm gì. Sư phụ có cái building gần đây nè, 40.000 square feet, đúng ra thời đó bán là khoảng 8 triệu mấy.
Nhưng mà khi mình cần tiền gấp quá đó, bán hai cái building luôn. Cái ngang đây cũng của sư phụ là 4221. Bán ba cái building liên tục mà bán giá bỏ luôn để giữ cục đất Thiên Long Sơn á. Mà bán rẻ. Chứ phải thời nay là thêm 30-40 triệu rồi. Cái building ta 7-8 triệu, ví dụ bán có 3 triệu mấy. Tại vì đồng tiền nó nằm trong cái building, nó lót nhiều quá, cái hệ thống nó lớn. Rồi cái khi mình làm lon nhà băng á, nó không có cho, nó mày mắc nợ lum la. Không phải là mình không có tiền, nhưng mà đồng tiền làm ăn, người nào làm ăn sẽ hiểu cái này, nó không phải dễ rút tiền đâu á. Họ bán ba cái building thời đó, ngày mà cái từng mà còn có mấy ngày nữa mà hết hạn đó, mình trả cho ổng, ổng tức tao lấy lại đất không được, tao tức xé một chút xíu mình mất cái tiền làm sao đó. Chuyện đó dài dòng lắm, nhưng mà hôm kể sơ sơ có tên tuổi thì hỏi mấy người đó thì có chuyện này không, không phải dễ mà có cái Thiên Long Sơn đâu á. Nội cái đường rồi đổ xi măng á, tháng mỗi một nó đổ một ngày á là mấy chục mễ, mấy anh professional mới làm được cái núi nha. Thì thứ bảy chủ nhật là nguyên băng của nó kéo lên, tại vì tụi nó làm giống như thêm tiền á, mà tụi ngồi tụi pro không á, mà từng nào trả từng đó, có như làm từ khúc từ khúc từ khúc, làm cả năm trời mới được cái con đường đó.